Trời ơi. Trời ơi, chạy đàng hoàng chút đi cưng. Trời ơi, gì đâu mà chạy xe như ngựa cởi, không tô được cây son nè. Bà không thấy đường làng quê mà ổ voi, ổ trâu rồi không, không thấy hả? Kìa, chết cái môi tôi à. Lem mất rồi. Mà chạy cẩn thận chút cưng. Đứa nào gọi đây? Ây trời, mệt quá. Má nghe. Má hả? Má tới chưa má? Sắp tới rồi hả con? Biết vậy á, con chờ ba má đi chung rồi. Chứ người trước người sau chỉ cho mệt không biết nữa. Bạn trai con là Việt Kiều đó. Con sợ ba má về không kịp. Anh ba về nước sao? Thì ba má cũng phải lo sắp xếp công việc xong mới đi được chứ. Dạ. Vậy nhanh lên nha má. À, mà thằng Bình có đi không má? Không, nó đi từ thiện chưa có về. Mà thôi kệ nó đi con. Bữa nay mình cũng chỉ xuống thăm cho biết mặt hai bên thôi à. Chứ đâu đã cưới đâu. Chừng nào tụi bay cưới á, nó xuống luôn cũng được. Vậy hen. Dạ cũng được. Vậy má nhanh lên nha má. Mà tôi có thắc mắc về. Đáng lẽ ra là nhà trai phải qua gặp bên nhà gái. Ai đời nhà gái đi xuống nhà trai gặp là sao? Gái xuống nhà trai gì? Nó hẹn gặp ngoài quán cà phê á. Kỳ vậy? Sao không gặp ở nhà? Biết nhà biết cửa luôn thì ra quán cà phê là sao? Gia đình người ta ở nước ngoài về, ở được có mấy ngày nữa hà. Nên tụi nhỏ nó tranh thủ cho hai bên gia đình gặp mặt. Ông tính chi cái chuyện sĩ diện nhà gái? Mà thôi ông ơi, tụi nhỏ bây giờ nó muốn làm gì kệ nó đi. Bỏ tài. Em ơi, chạy cẩn thận giùm chị nghe. Chị đang kẻ mắt á. Chạy mà ấy sóc chọt vô mắt là tiêu à. Đáng lý ra em phải qua tiệm của anh làm, nó mới đầy đủ đồ. Em hối anh đem qua đây không có đủ đồ gì hết trơn. Em biết rồi, thì mấy mốt em qua bển em làm mà, tại giờ đang gấp quá. Nhưng mà anh, anh làm ghét ghét á, nhưng mà anh nhớ làm phải đẹp nha. Ông ra có sao không, có sao không? Ông chạy chắc cái kiểu gì mà ba sợ hả, ba sợ hả? Ủa, đám đàn hả? Trời ơi, bao nhiêu năm gặp lại, không ngờ. Trái đất tròn quá phải không? Ủa, ai vậy ông? Ở đây là người quen mấy chục năm rồi, ân quán dữ lắm rồi. Bữa đầu quẩn tôi kể cho bà nghe. Đừng nói chuyện nhà nữa. Sao? Ông đụng tôi rồi, bây giờ tính sao? Trời đất ơi, cái đường nó hẹp quá, ổ gôi, ổ gà gặp ta tránh. Mà đâu có đụng trúng ông đâu. Trời ơi, ông không đụng khung ra tôi ngại xuống tôi uống nước cuộn. Tại tay lái ông yếu, đúng không? Trời đất ơi, coi kìa. Thời buổi nào mà ăn mặc kiểu trời ơi, quê mùa đi xe đạp cà tàn đó chứ. Kệ người ta, nói người ta nhìn lại mình đi. Tôi sao? Đường xá với quê nhỏ xíu, đi chiếc xe bằng cái nhà. Chạy nước đường đi. Không cán người ta là uổng may rồi. Rồi sao nữa? Lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, mặc áo giống như học trò. Nhìn thấy phát ói. Kệ tôi. Dạ, muốn cái gì? Muốn gì? Bồi thường chăng? Có khả năng bao nhiêu mà đòi bồi thường? Nhà tôi không có gì, chỉ ngoài tiền. Tiền bây giờ tôi không thích đàn tiền. Tôi cần danh dự, chỉ cần đàn ấy xin lỗi tôi một cái thôi. Cái gì? Mơ hả? Thôi ông, xin lỗi người ta một tiếng cho xong đi. Còn lâu. Chung quy là không xin lỗi đúng không? Vì đừng trách sao ta đắm vô tình. Bây giờ muốn quýnh lộn phải không? Xin lỗi anh nha, nói cho anh biết. Đây, đai đen, ba gạch.
không cần thủ thế, mời. Coi như đằng ấy đã xin lỗi tôi rồi, tôi bỏ qua. Bởi vì hôm nay tôi có việc hệ trọng cho nên tôi không thích đôi coi với người không biết điều. Xin cáo biệt. Anh ơi, đừng anh lại, đừng lại. Con đi xe đạp, xe đạp. Bỏ đó, bảo hiểm đến câu về xưởng bảo hành. Trời ơi là trời. Ủa, mà tôi xin lỗi chả nào mà chả bỏ cho đi chả. Thì cái câu xin lỗi ông anh, tôi cũng đai đen ba gạch đó. Trong đó nó có hai từ xin lỗi. Ủa chứ kỳ vậy, cái đó cũng tính là xin lỗi hả? Thì ai biết, ông tính đó chứ tôi tính đâu. Bỏ tay này. Con à. Dạ. Ba má con chừng nào mới tới? Dạ, ba má con sắp tới rồi bác. Vậy hả? Tía bay đi đâu vậy? Dạ, tía đi vệ sinh. Dạ, ba má con tới rồi. Vậy hả? Để con ra con đón ba má con nha bác. Dạ. Tía bay đi vệ sinh gì lâu dữ vậy, người ta tới rồi kìa. Dạ, con cũng không biết nữa. Ủa, thông gia người ta tới cho mình? Người ta tới rồi kìa, ra lẹ đi. Làm gì lâu dữ vậy? Ấy mà. À, tới, tới rồi, tới rồi. Đi. Dạ, con chào. Đây. Dạ, rồi. Ủa? Hả? Nói vậy, người mà con gái tôi hẹn hò bấy lâu nay là con trai của anh chị hả? Dạ, đúng rồi ba má. Trời ơi, đây là su gia hả? À, hóa ra là ông à. Trời ơi, chui vô cái xào huyệt của cha này vậy. Dạ, con tính làm cho mọi người bất ngờ. Bất ngờ cái gì? Trời ơi, bà muốn bất tỉnh luôn từ có chứ bất ngờ cái gì? Nghĩa, chú gia tương lai của tớ đây hả? Tao thấy quan gia thì đúng hơn ra. Bộ này không được rồi, không được rồi. Là sao ba? Nè mọi người ơi, tôi không hiểu gì hết trơn á. Chuyện này là sao? Bà không cần biết nhiều, chỉ cần biết cái thứ ngang ngược này á, tôi không chấp nhận làm xui. Bữa họp mà hôm nay có những quỷ mỏ. Bộ tôi cần hả? Đi về, đi về, đi về, đi về, đi về, đi về. Không có gì, đi. Nè, coi như buổi giờ gặp hôm nay không bao giờ có, không diễn ra. Dạ, bác ơi. Dạ. Bác. Dạ. Tía ơi. Tía. Tía. Cái gì vậy nè? Trời đất ơi, sao giống trong hình hiện trường vậy? Hình là một chuyện, anh uống là một chuyện. Uống thì phải quăng chứ em. Thôi đừng uống nữa, mệt mỏi quá đi à. Kiểu này mà sao đi đâu được nữa. Anh hai. Ủa, sao giờ này con ở đây? Rồi ba má chị Nguyên qua chưa? Rồi. Rồi sao mặt kỳ vậy? Mày thấy mặt tao là mày hiểu rồi. Thôi kệ đi, đừng buồn. Giờ thua keo này thì mình bài keo khác. Hai ông tía khó tính vậy thì mình phải xài chiêu mới được. Chiêu gì? Chiêu gì thì chưa nghĩ ra. Thì từ từ đi rồi tính. Ai xuống mày bằng cái đầu thấy ghê vậy? Thôi kệ nó đi. Về đi tính. Nhắc tới mà tức á. Thôi nín dứt nè, nín dứt dây đờn, nín dứt nè, hai ba nín dứt nè. Cái gì vậy? Chuyện của tụi nhỏ mất gì mình khóc. Ai nói ông tôi khóc? Ủa sao đóng giấy? Tôi hỉ mũi. Trời ơi, nước mũi nó chảy hoài, bực bội chết, tưởng như khóc đâu đây. Ai biết gì đâu. À, mà ông à, ông coi ông tính lại làm sao chứ tôi thấy tội nghiệp mấy đứa nhỏ quá đi. Tội nghiệp hả? Tội chưa xử thằng Nghĩa chứ nghiệp hả? Thấy cái gia đình này với gia đình đó là thấy không có êm rồi. Không có thuận rồi, không có làm xui được rồi, nghịch không à. Kêu con nó chọn mối khác đi, gái quê càng gần gũi hơn. Trời ơi, mà tôi nói cho ông nghe, tình yêu chứ phải cái áo đâu, ông muốn thai là ông thai, không phải có thời gian chứ. Nó cũng cái ngữ này nè, hồi xưa mà tôi không có nhẹ dạ, tôi nghe cái ngữ này nè, cái kiểu này nè.
thì bây giờ là chọn cháu Duyên làm xui thì quá êm rồi. Tôi với ông thì thương con Duyên, nó dễ thương, nó hiền lành, nó đảm đang, nó ngoan ngoãn, nó lễ phép. Nhưng mà ngặt cái nghĩa nó không có chịu vừa sao? Con nhỏ cực khổ biết bao nhiêu công sức qua đây giống như con dâu trong nhà vậy mà. À, trời ơi, nhắc Duyên mới nhớ. Tại nó hồi sáng nó đi chợ mua bông mà quên mua, chắc phải gọi điện nhờ nó mua giùm quá. Con nhỏ đang bán cho người ta ngoài đó mà nhờ cậy cái gì? Thì nó bán xong đi để nó mua cho tôi, cái tôi có cần gấp đâu mà ông nói vậy. Chà, cái gì? Từ dạo mà tôi thấy con Duyên nó bán phụ đồ chợ cho người ta ngoài đó, cái má mèo mặc toàn đồ mới không nghe. Đẹp không, đẹp không? Màu tươi quá ha. Không biết đẹp không mà mặc coi chừng ra đường người ta tưởng là chị hai của con Tình đó. Vậy hả? Trời ơi, vậy tôi mặc đồ này tôi trẻ vậy rồi hả? Mấy bộ đồ gì mà xấu quắc à, mà không lấy thì lấy gì bán. Dạ con nghe bác Tám à. Duyên hả? Con có bận gì không? Dạ, dạ con mới vừa đi lấy đồ, đang trên đường về. Ừ, mua giùm cho bác quả bông nghe. Dạ rồi rồi rồi, để con mua luôn. Cảm ơn con. Rồi. Công nhận ngồi đi uống cà phê thấy lý tưởng không ha? Dạ. Ờ, gió mát, cây cối xanh tươi quá chừng luôn nè. Chứ sao? Bởi vì tao nói người dưới quê sống thọ lắm, không khí trong lành quá mà. Tôi á, có mấy người bạn, họ bỏ phố về quê sống luôn đó ông. Ờ, bà, tôi nghe nói đất ở đây lúc này lên giá dữ lắm á. Tôi muốn chuyển hướng và đầu tư bất động sản. Ba, con nghe nói gần nhà anh Nghĩa có miếng đất đang bán đó. Dạ, yeah. Bự không? Bự lắm ba, rẻ nữa. Ông quên, không. Trời ơi, gia đình đó nhắc tới là bức bôi. Ba. Thôi mà ông, cái đó cũng chỉ là sự cố thôi à, có gì đâu. Hay là bây giờ hai ông gặp nhau ngồi lại nói chuyện thử coi sao. Còn lâu. Ôi ơi, bây giờ chỉ trường hợp đó là nó đến nó xin lỗi tôi thì bắt máy tôi suy nghĩ lại. Kìa ba. Ba cái gì? Má. Ông. Ba. Ừ, trời, hai mẹ con làm tôi liễu theo à. Minh bà Tàng ý lộn, má ăn Tình. Mình nhà cháu Duyên nó mua rau thằng Ngô hả? Phải, mua bó bông. Cái gì? Mà vậy mà bó bông sao trời? Ủa, bó bông kỳ, bó bông kỳ. Dạ này bông cúc, bông cúc mình cúng á. Dạ lúc con mua là nó đẹp lắm, bông bự không à. Sao giờ nó trụi lũi vậy con? Dạ tại trên đường con tới đây nè, cái gặp mấy đứa nhỏ. Thiếu năm đi chợ mà quên mua bông, cũng hên nó lại còn bó bông cưới. Chị. Thôi chết rồi. Chạy đi đâu mà chạy dữ vậy? Thôi như vậy là bà tiếc giỡn, bảy chú lùn hết hái bông rồi, tuần sau nhái cũng anh Tráng. Dạ không mấy, để ngày mai con ra chợ con mua cái khác cho nha. Thôi khỏi con, ngày mai má chồng con. Ê. Ở lộn, ngày mai bác gái đi mua bó khác cho. Thôi dạ. Con mua bó này hết nhiêu. Dạ thôi con làm hư con phải thường chứ. Đâu có được chị con, thím nhờ con mua thì nhiêu rồi nói đi thím trả tiền cho con. Thôi bác gái nói phải lẽ rồi, chuyện nào ra chuyện nào. Nói gì? Chuyện nào ra chuyện đó, nói kỳ vậy? Ờ thì tôi sửa bệnh cho người ta, má mày sửa bệnh tôi á. Thì ông nói trật tôi phải sửa ông thôi. Trước mặt vô nể tương tiếc được không? Bây giờ con cứ mua nhiêu thì lấy tiền nhiêu con. Dạ thôi con không lấy đâu. Đưa phải lấy. Dạ thôi. Ừ. Lấy. Dạ 150. Hả? Ê, dạ ba bông này nó hơi mắc. Còn con cũng vậy nữa. Trời đất, có biết bao nhiêu tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ không chịu. Chịu thằng là làm nghề nông mà. Con thấy nghề nào cũng được mà ba, miễn sao mình thích thôi. Với lại á, đâu phải nghề bác sĩ mới tốt nhất đâu. Nha, như ba đó không? Một tấm gương sáng ngời cho con noi theo. Nhưng mà
Ba cũng chỉ là bác sĩ thú y thôi mà. Ôi trời ơi. Ồ, con không biết rồi, ba là người nhìn xa trông rộng. Bác sĩ thú y mới là tuyệt vời đó con. Tầm nhìn rộng gì ba? À, khi mà xã hội phát triển, kinh tế dồi dào, con người ta hết chăm sóc gia đình rồi, dư giả ra người ta làm gì con? Nuôi thú cưng. Nuôi thú cưng thì rất là cưng thú, mà chữa bệnh cho thú cưng mất tiền hơn chữa cho người, hiểu không? Ồ, đúng rồi ba, hay quá à. Ba, thôi hay giờ mình đừng nói chuyện này nữa, mình nói chuyện con đi. Chị có chuyện gì? Ba suy nghĩ lại nha ba. Còn lâu, dụ tôi. Ba, ba thấy á, má thì không có chê bai nghề nghiệp của ai hết á. Nhưng mà trong chuyện này á, má thấy cũng hơi bất tiện đó nghe. Có gì đâu bất tiện má. Thì con biết đó, nhà mình á thì chỉ có hai chị em con à. Rồi bây giờ á, nếu mà con ưng thằng Nghĩa á, là ba má phải gả con lấy chồng xa rồi. Mà xa này á, là xa lắc xa lơ luôn á. Trời ơi, xa gì đâu má, dưới quê mình thôi mà. Không, em nè. Hi hi hi. Hello hello. Xin chào. Ba anh còn giận không? Còn. Còn ba em sao? Tính ba em hay la làng vậy thôi, chứ ba cũng mau quên lắm. Nhưng mà mình tính sao giờ anh? Anh cũng biết tính sao nữa, nhưng mà anh đang nghĩ cách. Uổng công tụi mình sắp xếp đâu ra đó hết trơn rồi, vậy mà cũng bể kèo cho được. Em cứ yên tâm đi, có anh rồi. Anh lo cho. Lo được không đó? Chứ em thấy tình hình căng lắm rồi nha. Không được thì cũng phải được nha. Nè, em buồn ngủ chưa vậy? Có ngủ được đâu. À, hay là anh hát cho em nghe nha. Hát hả? Coi à, anh sẽ tặng cho một bài này hay xuất sắc. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào đây, đợi chờ. Khuya lơ khuya lát rồi, gống cái họng như cái ô mặt nước, ai mà ngủ cho được. Dạ. Sao? Hay là con luyện giọng để đi thi bộ Lego? Tía làm ăn giám khảo, tía bầu cho một giải nè. Giải gì tía? Giải nghệ đi. Khuya rồi, tắt cái đài cho lối xóm người ta ngủ nghe chưa? Dạ. Thôi, ngủ nha. Tía la rồi. Rồi, ngủ ngon nha. Gì? Ờ, tôi thấy chuyện mấy đứa nhỏ đó không? Đi đâu? Tôi đâu có đi đâu đâu, tôi ngồi đây mà. Tôi không có nói mình. Tía, đi hẹn hò với con nhỏ đó nữa phải không? Dạ không có. Dạ con coi mấy luống rau của con. Đi vô. Tía, không có thương lượng.
Thì anh tính giỡn nhau chút xíu thôi. Ai vậy em phản ứng dữ rồi. Làm em hả? Hết hồn à. Thử với anh coi, gặp dây sòm gì anh có hết hồn không? À ha, đúng rồi. Mà nè. Hả? Sao giờ này mới tới? Làm chờ mấy tiếng đồng hồ rồi không? Ủa sao? Đau anh. Cho vừa. Dám hả? Làm em bực mình nữa. Thôi anh xin lỗi mà. Biết sao không? Tại ba anh á, canh dữ lắm. Nói thiệt nha, anh phải chui lỗ chó mới ra được á. Thì cũng tại anh. Hả? Ai biểu hả? Hồi đó anh giấu giếm gì? Giờ anh tự tính đi, em không có biết đâu. Thì anh cũng đã suy nghĩ nát óc rồi mà không có ra cách. Vậy thôi, nếu không có cách thì thôi. Hay em tính về, anh lấy vợ dưới quê luôn đi. Rồi hả, cho ba anh vừa lòng. Nè, xin lỗi nha. Anh là anh chỉ yêu mình em thôi. Anh chỉ lấy em thôi, không lấy ai hết á. Yes. Mà anh nè. Ừ? Công hai đứa mình á, giấu giếm giếm, bài mưu tính kế làm chi. Bây giờ coi như công cốc hết trơn à. Biết tình mình rắc rối vậy hả? Hồi đó em quen người khác rồi. Quen người khác là quen ai? Ừ? Thì quen kia kìa. Kia kìa, anh nói cho em biết. Cái này người ta gọi là duyên tiền định. Em mà muốn trốn anh á, trốn không được nghe chưa? Nha. Mà anh. Ừ? Nếu như hồi đó em không có bướng bỉnh mới nghe lời ba thì không biết giờ này sao ta. Không có chữ nếu như em nói đâu. Công nhận á, hồi một năm trước em cũng có suy nghĩ táo bạo thiệt. Dễ thương thiệt đấy chứ. Ngày xưa chị em của chúng mình thân như vậy đó. Lỗi lần cãi lộn là sẽ có đứa làm quà. Nguyên ơi. Dạ. Coi ai bấm chuông kìa, mở cửa giùm má đi con. Dạ má. Câu chuyện có bồ mới nhớ. Hành chưa từng thấy người bạn thân nào mà giật bồ của bạn mình như Châu luôn đó. Là như con trai muốn giật. Má, coi lên nè. Má. Trời ơi. Mệt không má? Ơi, mệt nhọc gì. Má mới lên hả? Ừ. Má lên mà không cho vợ chồng con hay, để chồng con đi đón má. Chàng ơi, nhà của tụi bay ta lên xuống hoài, ta rành sáu câu luôn, tự đi tới gì đâu phải đói mất công bay. Má uống nước đi má, lấy con rót cho má. Trời, cô biết không, đáng lý ra con với nội lên từ sớm rồi, mà tại ông quỷ tài xế mắc dịch nên vợ con với nội mới tới nè. Ủa, mà sao vậy chị chủ? Chị kể cứ nghe. Nhiêu? À, 120 nhỏ. Gì 120? Hồi đó tôi đi từ bến xe ra đây có 45.000 nè, tính 120. Ủa vậy đồng hồ nhảy nhiêu tôi tính nhiêu thôi. Nè, ông mới đừng có thấy tôi ngủ gặt có gợm xí gạt tôi nha không? Ông chạy thêm tính thêm tiền tôi phải không? Nè, đừng có vu khống người ta nha nhỏ. Có chắc không con? Con chắc sao không chắc nội? Hồi nãy ngủ gục giật mình vậy á, con thấy á là ổng dừng ngay cái đèn đỏ á, kế bên có quyển cây me chà bá, kế bên cây me chà bá có quyển cây dừa lùm tịch luôn, ba lần làm như tôi không biết vậy á. Đường ở Sài Gòn này á thì cây cối đèn xanh đèn đỏ cũng nhiều thôi. Bây giờ ông vẫn nhất quyết 120 phải không? Đúng giá 120. Ok chơm luôn. Chờ chút bỏ đèn bánh tét xuống nói chuyện. 120 hả? Ngoan vậy được không? Tiền cất kỹ vậy? Cắt tiền cắt kỹ chứ. Nè, 50. 120 chứ 50 gì? Tôi chỉ cần biết á
là đó giờ tôi đi có 45.000 thôi. Nay tôi chơi sợp á, tôi bo ông luôn 5.000. Bây giờ ông lấy không? Ông lấy 50 này tôi gọi tôi báo công an. Nội, móc mày hỏi gọi công an liền nội. Mày mua ba. Thôi, tôi đây, coi như xui đi. Xui cái gì? Tôi gặp ông cũng mới xui á. Đó, tức không? Trời ơi, nhưng mà công nhận là ông tài xế đó, ông hay thiệt đó má. Chứ ổng mà ở lại chắc là cãi nhau tới chiều luôn. Trời ơi con, nhà này ngộ ghê, không ai binh con còn cười nữa. Tại cái ông đó, ông ăn gian con chuốt chứ bộ. Cô chủ bị quan. Thôi hai người cũng mệt rồi đó. Má, má ăn gì chưa? Ủa má, chồng con đâu? Dạ, giờ này chắc là anh đi chơi với Tina rồi đó má. Gì? Gì Tina nào? Trời đất ơi, hôm nay chú bày đặt đi cặp bộ đi chơi với Tina rồi nữa. Gì chị chủ? Đi ra cái gì? Trời đất ơi, chị nói gì chị chủ? Thì mẹ con mới nói đó, ba con đi chơi với bộ. Trời ơi bồ nào, con Tina là con chó. Trời ơi chú cưng con chó lắm. Chưa được rồi nha, con còn nhỏ lắm nghe không? Chừng nào lớn chút nữa đi là bị kiếm cái chỗ thuần chủng rồi ba phối giống cho nha nghe. Ừ, đói bụng chưa nè? Nè về ăn cơm nghe. Ngoan đi ba thương. Alo, ờ tôi nghe. Nói gì? Lên nữa hả? 8%. Ồ, cảm ơn, cảm ơn. Rồi rồi, cảm ơn nhiều. Chà, ôi trời đất ơi, mới đi mà lên 8% nữa rồi. Ai nói là tiền ảo trời? Ồ, tiền thiệt chứ, nó chảy vô túi mình nào mà. Ồ, dạng cố bị sướng quá. Nói canh phủ qua rồi. Ừ, để đó đi con. Không có cơm. Má. Ừ con vô. Tới giờ cơm rồi. Dạ. Đi con. Dạ, cảm ơn má. Ủa hai đứa nhỏ đâu sao không kêu nó xuống ăn cơm luôn? Dạ, con Nguyên thì nó đi dạy thêm anh Văn ở trung tâm á má. Còn thằng Bình á nó đi phát cháo từ thiện ở bệnh viện. Trời ơi, nhắc cái thằng đó trời bực bội hết sức mà nói. Tối ngày làm cái chuyện gì đâu không? Nó làm như nó là nó cứu cả thế giới thì nó làm như nó là siêu nhân. Con mấy kỳ á. Con trai thanh niên trai tráng trẻ bây giờ nó biết làm từ thiện, làm chuyện có ích cho xã hội cho nhân dân thì tốt quá gì đâu con. Nó bao đồng lắm mà ui. Mà má. Đũa đi. Má lên chơi vậy đi bao giờ mới về? Tại vì tao nhớ hai đứa nhỏ quá à. Tao ở chơi một hai ngày là tao về thôi. Trời ơi, tao nhớ quá, ở chơi có mấy ngày vậy? Ở chơi lâu lâu đi. Dạ đúng rồi đó, phải ở chơi lâu lâu chứ má. Con Nguyên với thằng Bình á, nó không có chịu bà nội về sớm đâu. Ừ. Đúng rồi anh nội, ở lại lâu lâu đi. Con đi chơi Sài Gòn nữa. Đó theo, nên hai ngày nói tới Sài Gòn là ham lắm, ham đi chơi Sài Gòn lắm. Tao nói mày nghe, tao ở đây hả? Như giam lỏng vậy đó. Nhà có chút xíu ra vô bực bội, bức bối quá rồi. Trời ơi, nhà con gì, nó to gì mà má nói là chật hẹp khó chịu. Nhà gì mà to hả? Không bằng cái sân tao dưới nữa mày. Trời ơi. Nói tới đây là bó tay. Ăn khô. Cơm ăn cơm. Ăn cơm đi con ăn. Dạ con mời má ăn cơm. Còn ngày cứ đòi đi chơi không à. Dạ má ăn cơm. Con mời má ăn. Dạ. Nội. Ờ con. Là lên hồi nào vậy nội? Ừ mới lên. Con. Con hung nội cái. Trời đất ơi thằng này. Chắc đói bụng phải không? Để cậu kêu chủ dọn cơm để ăn ha. Dạ thôi con ăn với nhóm rồi nội. Vậy hả? Ủa? Bình. Minh. Chủ. Trời ơi. Chị. Hai cái đứa này cứ gặp nhau là cỡn hoài ha. Nội. Tụi công tình thương mến thương chứ bộ. Ăn bánh đi nội. À chị chủ. Gì? Em có một thắc mắc muốn hỏi chị. Nói gì nói lại đi trời, bị đặt ngại ngùng. Sao hồi đó ba mẹ chị đặt tên cho chị là Minh Chủ vậy? Trời đất ơi. Cái chuyện này cả nhà đều biết, mẹ có mình em không biết hả? Dạ không. Con kể cho nghe. Cuộc đời chị nó bi kịch dữ lắm. Ba chị cực kỳ mê phim kiếm hiệp TVB á. Mà ngay cái bữa ổng đang coi cái đoạn mà các bang phái tụ hội lại bầu ra Minh Chủ á, má chị mắc đẻ
Vậy luôn hả chị? Ừ, ba chị á đưa đi bệnh viện đâu có kịp đâu. Rồi gớt con ngay luôn. Đẻ rớt luôn. Dạ đúng rồi, đẻ rớt đó nội. Ừ. Buồn dữ lắm. Lúc đó ba chị đâu biết đặt tên chị là gì. Cái đặt đại minh chủ luôn. Có hề cái em cuộc đời đẻ ra tình chủ mà mới 18 tuổi yêu nợ chưa một lần làm chủ đó. Mà tức á. Mà chị yên tâm đi, em đã thấy được rồi, chị chắc chắn sẽ làm chủ. Chủ gì? Làm chủ gia đình á. phải. Ờ thôi thôi, chủ gì cũng được hết trơn, miễn là chủ là được ha nội ha. Ừ. Ha. Ừ. Ở đây buổi sáng á người ta tập thể dục đông lắm đó nội. Ồ vậy hả, hèn chi thoáng mát quá con ha. Dạ chứ ở nhà hả nội đi ra đi vô nhà cửa chật chội khó chịu quá à con. Mà nội khát nước không nội? Có nước hả con? Dạ. À cũng hơi khát, để con lấy cho. Ừ. Chị chủ ơi. Đúng rồi, lấy giùm em chai nước đi. Mệt ghê vậy. Ừ. Mệt nước mà. Mà làm gì chị đi chậm quá vậy? Đi nội. Trời em, mình đi chơi á là mình phải đi từ từ thôi. Mình chụp hình, mình ngắm cảnh, mình ngó chỗ này chỗ kia. Chứ em đi nhanh muốn nó đổ mồ hôi. Coi chị kìa, bịch từ trên xuống dưới luôn à. Làm gì bịch kỹ vậy? Nắng sáng tốt mà chứ có gì đâu. Trời ơi, tay chân về đeo găng luôn luôn. Thôi em á đừng có nghĩ là em đẹp quá, em còn trẻ muốn làm gì làm nha. Ba cái nắng này vậy chứ á hả, nó chiếu ra là nổi đầu mồi cục cục đó. Em có sợ đâu. Ở đó mà cười cười đi. Ê nó nghe nè, nãy giờ chị địa cái chỗ kia đẹp lắm rồi đó. Dạ đẹp quá nội ha. Ê bây giờ mà em chịu khó em lại chụp hình cho chị đi. Thôi chị, mình đi hết rồi còn nội làm sao. Lỡ chỗ bông đẹp đẹp kìa, chụp hình đi con. Với hai đứa đi đi. Đó thấy chưa. Ôi nội dễ thương muốn chết luôn á, nhịn mặt muốn hôn một cái chóc luôn á trời. À, nhỏ này giữ cái nắp mình ngon luôn nha, tự xử nha nội. Đi nội đây nha, con đi tiếp con. Trở lại nha. Đi đi con, đi đi. Lẹ ngoan đó, đi lại chỗ đẹp. Chờ em với. Chị ơi, cho em coi với. Không. Trời ơi chị hả, má trái không ghê vậy. Em chụp mày mới ghen. Nội con này nội. Đẹp không nội? Ôi kìa này, giờ quay con thành hot girl luôn. Nãy không để ý á chứ. Ôi chụp đẹp quá nội. À à có gì kìa. Cô mua cái này cho nội nè. Mua gì vậy? Trà sữa. Trời đất ơi, nội đâu có biết uống. Nội uống thử đi nội, ngon lắm nội. Nội uống một lần là ghiền luôn á. Đây phần của nội đây. Thử nè, thử nè. Cho chị ly coi. Đây, ly này của chị hai. Nội uống thử đi, ngon lắm á. Trà đây, hút. Bin. Dạ. Cô mua mấy ly? Hai ly nè chị. Phần của chị đây nè. Mẹ nó tinh tế quá nội. Ngon không? Nội nó có cái cục như xương sáo mà. Trân châu á. Trân châu hả? Mà nội. Hả? Nội lên chơi với con chừng nào nội mới về vậy? Vài ngày nội về ha. Thôi con không cho nội về đâu. Sao vậy? Nội lại với con đi. Nội sao nội về sớm quá vậy? Sớm gì? Thì dưới còn có nhà có cửa, nó con quen ở dưới rồi. Ở này chơi vài bữa vậy thôi à. Con thiết nghĩ là ở cái đất Sài Gòn phồn qua đô thị này á, nó hợp với những người mà trẻ trung năng động như con đó nội. Vậy thì con ở đây luôn đi. Đúng rồi đó, ở đây với em cho vui. Nói vậy thôi chứ giờ nội ở đâu con ở đó. À giờ ngoan dở 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 vậy được. Anh nói đòi về kìa. Gì hả? Ừ anh nói vài tiếng giữ má lại đi. Thôi má đòi về để má về đi. Giữ gì? Ủa má chơi vài bữa mới lên mà đòi về rồi kìa. Thôi má đã quyết. Má ra. Má. Má quyết tâm về hen. Về. Ừ. Mở chơi vài bữa nữa hả về má. Thôi tao ở nhiều đủ rồi bậy ơi. Bỏ nhà cửa vậy đó. Má lo lắm con. Thôi má muốn về thì về. Ủa tụi nhỏ ra rồi không kêu xuống tiễn má vậy.
Nó còn ngủ, má nói để cho nó ngủ đó. Phải không? Để cho hai đứa nhỏ nó ngủ. Ờ, thôi má nói thì được. Cứ ăn tôi ngủ mà. Ờ, má về, ít bữa rồi tụi con xuống về quê thăm má. Nè nè nè, hứa mấy lần rồi, lần này lần thứ mấy rồi? Có chịu về đâu. Dạ, à, hứa mà không có chịu về má. Lì lắm. Dạ. Má thông cảm, tại tụi công việc kinh doanh tụi con trên này nó lu bu quá, ra đâu có thời gian rảnh. Tao nói cho nghe nghe. Dạ. Rồi cái bác sĩ thú y là đủ sống rồi. Mắc gì mà phải mà kinh doanh cho nó khổ không biết nữa. Con cũng nói vậy đó má, mà không có nghe. Má nói thú y sao có tiền, nhờ kinh doanh mà có cơ ngơi vậy đó. Cứ lo ba cơ ngơi. Nè, bây giờ con chuẩn bị sắp xếp đâu đó đi. Công việc tử tế đều về dưới. Coi đất coi đai, coi mồ mả của tổ tiên ông bà. Ta đâu có sống hoài đâu bay. Không có đâu, má sống được 100 tuổi là được rồi. Thiệt tình. Về coi. Về hả? Ừ. Để con đưa má ra xe. Khỏi đưa. Thôi phải đưa chứ. Ông về phải đưa chứ. Bây giờ nha. Dạ, má đi cẩn thận. Về nha. Dạ. Nhớ chăm sóc bà nghe chủ. Đi con. Trời ơi, cái gì mà nặng dữ vậy? Anh Nghĩa, đợi em miếng thôi, đợi em đi chung với. Anh Nghĩa, đợi em đi với. Thiệt luôn. Anh Nghĩa. Cái gì? Mệt. Em đi Thanh làm gì vậy? Theo chơi. Chơi gì? Thì chơi giống như mấy trò ngày xưa vậy đó. Ba cái trò con nít đó hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mấy cái trò vợ chồng cô dâu chú rể á. Duyên, anh Nghĩa tặng em nè. Em cảm ơn anh, búp bê dễ thương quá à. Mình ra kia chơi đi. Chơi gì anh? Chơi trò đám cưới, anh là chú rể, em là cô dâu. Mà chơi thì sao anh? Gì vậy? Cô dâu chú rể. Thôi mà cái trò con nít mà chơi gì? Khổ ghê vậy. Anh Nghĩa. Ừ? Anh nhìn kỹ em đi, anh có thấy những ưu điểm của em không? Wow. Thấy rồi. Anh thấy gì vậy? Anh thấy mụn đầu đen. Con gái mà mụn đầu đen nhiều quá vậy, kỳ lắm đó nha. Trời đất ơi, anh Nghĩa vô gì? Anh Nghĩa vô gì quá à. Kỳ quá à, con. Có mụn đầu đen thiệt mà. À. Ừ. A Bình. Dạ. Mai em rảnh không? Dạ không, Mai Bình đi giải cứu dưa hấu rồi. Có gì em chị hai? À, cũng không có gì, tính nhờ em chở chị đi dạy giùm thôi. Ủa, xe chị hai đâu? Xe bị hư, chị mang ra tiệm sửa rồi. Thôi không sao, để mai chị bút xe cũng được. Dạ. À, mà em đó, cứ đi hoài, ba nhằn quá trời kìa. Chị hai này biết tính ba rồi mà. Mà chị hai. Ừ? Sắp tới mình có chuyến đi từ thiện ở miền Tây á. Mạnh Thường Quân tài trợ để xây lớp học tình thương cho mấy đứa nhỏ. Bình không đi không được. Xây lớp học tình thương là cần nhiều tiền lắm đúng không? Dạ. Mà chị hai yên tâm đi, xả chi một nửa, còn bên còn lại cũng Mạnh Thường Quân. Mà tội nghiệp mấy đứa nhỏ lắm chị hai. Sao vậy? Tụi nó ở dưới quê không có điều kiện học, thương tụi nó lắm. À Bình nè. Dạ. Chị có nhiều sách tiếng Anh cho trẻ lắm. Khi nào em xuống dưới em cho chị gửi cho mấy bé nha. Ủa, chị hai? Thì cho mấy bé đọc chứ còn chi. Trời, chị hai này, tụi nó ở dưới quê làm gì có điều kiện học Anh văn mà chỉ cho nó sách. Thiệt hả? Thì đó, tụi nó ở dưới thiệt thòi lắm, chứ không sung sướng như trên này đâu. Ngày xưa tôi mến nhạc yêu đàn. Con. Tôi, chính tôi ngày xưa đó cũng đeo bông mơ người đeo lâu qua.
cô. Con tính về quê dạy học. Cô nói cái gì? Con tính á, xin nghỉ dài ở đây, về quê mở lớp dạy anh Trang cho mấy đứa nhỏ đó ba. Trời ơi, không được. Trời ơi, ngó xuống mà coi này trời. Người ta đã để dưới quê, ta lên thành phố, ta mưu sinh lập nghiệp. Con tôi tự nhiên ở thành phố rồi về quê là sao trời? Dạ, con tính kỹ rồi. Ở đây á hả, nếu như mà không có con thì cũng có hàng trăm ngàn giáo viên khác. Nhưng mà ở dưới quê thì khác ba, tụi nhỏ nó cần con hơn. Trời đất ơi, không có được. Ở trăm ngàn giáo viên đâu không biết, chứ mình nhà này chỉ có hai người à. Bạn mình đi tối ngày, con không được đi đâu hết á. Không có đi. Có chuyện gì vậy? Con gái bà nó đòi đi về quê để dạy học kìa. Về quê? Con tính á, về quê mở lớp dạy anh Giang cho mấy đứa nhỏ. Hả? Tội nghiệp tụi nó lắm á. Biết chưa? Bà má chỉ có mình con là con gái à, không có để con đi một mình vậy được. Chính xác. Con lớn rồi mà má. Con tự lo cho con được. Con rồi lớn cái gì? Được cái lớn xác rồi có. Bà má đó chỉ muốn cả nhà mình sống chung với nhau thôi. Chính xác. Nhưng mà con Dựng muốn xuống đó dạy cho tụi nhỏ, tội tụi nó lắm á. Không được, không được đi đâu hết trơn rồi. Nhưng mà con về quê rồi con ăn ở làm sao? Trời ơi, cái này con tính rồi. Con sẽ về quê của nội á, mở lớp dạy cho mấy đứa con nít ở quê. Ở với nội á, ba má yên tâm rồi nha. Không, không có yên tâm gì hết, không được là không được. Ba. Ba cái gì? Bốn nhưng mà đúng được chứ ba. Nè, con muốn đi á, con tự lo lấy. À, đừng có quay về đây xin tiền ba không có cho đâu. Thì á, con tự lo cho con luôn. Con không xin tiền ba má đâu. Con quyết định rồi, con nhất định phải đi. Trời ơi, con cái nói đến nước đó mà để dựng cãi lại là sao trời. Nè, muốn đi hả? Đi thì đi luôn đi, đừng có trở về đây nữa. Ba. Má. Vậy là con nhất định đi hả? Dạ, con điện cho nội, nội sắp chỗ cho con rồi. Nội vui lắm á. Nhưng mà ba con á, ông biết con đi như vậy, ông buồn lắm đó. Hay con lên trển á, thưa ba một tiếng rồi hẳn đi. Thôi, má cũng biết tính ba rồi. Bây giờ con mà lên trển á, chỉ có nước gây thêm thôi à. Thôi, con đi. Có gì á, má xin lỗi ba giùm con nha. Nha. Biết rồi, con với ba chỉ được cái khắc khẩu hả? Má. Thôi, con đi nha má. Ờ, mà nè. Dạ. Nếu mà ở thấy không quen á, thì về liền nghe không? Dạ, con biết rồi. Bye bye má. Bye con. Nội già rồi. Nội. Không biết lúc nào nội đi theo ông bà tổ tiên. Nhưng mà nội muốn những cái lúc già gần chết được sống gần cháu con á. Còn ruộng vườn đất đai phải có người trông nom nữa con. Con hiểu rồi. Vậy nội muốn con làm gì? Con nghe lời nội nha. Dạ. Con đi về với nội. Về quê với nội á. Về với nội hả? Ừ, một năm thôi hả? Nhưng mà thôi. Không con, con về với nội nha. Thì ba con á, nó mới chịu về. Nha. Về với nội cho nó một năm thôi. Dạ. Nha con. Con biết rồi, con sẽ về với nội. Giỏi. Nội. Chỉ cần một năm, nội sẽ cho mình đủ tiền để mở trung tâm Anh ngữ như nội hứa. Mình cũng sẽ giúp nội y như ý nội muốn.
Thôi, chừng nào Nguyên gì à? Đáng lẽ là giờ này nó về rồi đó. Sao giờ chưa thấy đâu á? Con biết ngay mà. Sớm con thấy nội ngóng là con nghi rồi. Nên con đi chợ, con mua con cá lóc cho bá luôn. Chịu nấu canh chua nó ăn. Ừ, giỏi ha. Khen khen. Nè. Nhưng mà trước khi đi chợ con dọn phòng cho nó chưa? Rồi, sạch sẽ đàng hoàng. Sạch sẽ, gọn gàng cho đẹp nữa nghe em con. Nó khó tính lắm á. Nó biết rồi, con làm là đâu ra đó đàng hoàng. Làm 5 phút xong. Vậy thì được. Mà con nói thiệt với nội nha, Nguyên này nó kỳ lắm. Sao? Ở Sài Gòn xuống muốn chết không chịu ở. Tự nhiên á, về quê làm chi cho nó cực. Giống con nè, con muốn lên Sài Gòn không có được đâu. Mày biết cái gì? Nó về đây nó mở lớp dạy học. Mở lớp? Ừ à. Mà dạy học tiếng Anh. Nó mở ở đây? Ừ đúng rồi đây. Trời đất ơi, nó mở ở đây. Ừ đúng rồi. Chết rồi. Sao chết? Mở ở đây á, cặp đất mà ăn chứ sao sống được. Cái con này nó bậy bạ không hiểu gì trơn. Bây giờ á, ai ta cũng học tiếng Anh con. Dạy bé thì dạy từ trẻ cơ, từ nhỏ xíu á. Ừ. Nó nói làm sao chứ. Tụi nhỏ với mình nè, đi học còn bữa đực bữa cái. Tiếng Anh á, làm là gì đó. Mày nói xa xỉ phải không? Đúng rồi, tiếng Anh là xa xỉ. Không có hiểu gì hết con này. Đó là kế hoạch của bà cháu tao mà. Mà đúng rồi nội. Gì? Chú ba, ổng có chịu không? Không. Đó, cái này là vấn đề nè. Đề gì đây? Con biết ngay là chú ba không chịu mà. Cái tính của ổng á, xính ngoại muốn chết. Dễ gì ổng đồng ý. Mày giữ mồm giữ miệng. Cái câu này mà nó nghe được á nha. Mày không có tiền, không có lương để mà sống hả con? Chánh răng luôn á. Nó trả tiền lương cho mày đó. Thì tôi tính rồi. Bước đầu mình đầu tư khoảng 5.000 mét vuông cho nhà màng, 200 mét vuông nhà kho, với khoảng 200 mét vuông cho công trình phụ, rồi 3.000 mét vuông khu trồng cây ăn trái. Mình làm thêm hệ thống tưới tiêu và giá thể trồng rau thủy canh, rồi hệ thống làm mát. Chắc là tốn số kha khá. Rồi chú Tám tính sao? Tự lực cánh sinh à. Chứ ba tôi thì ông muốn tôi theo nghề thầy thuốc. Dạ nghe nè má. Nghĩa, con đang ở đâu vậy? Về liền đi, tía mày đang kiếm kìa. Dạ dạ, con biết rồi, con về liền. Đây. Nói ơi, nói, con về rồi nè nội. Chị chủ ơi, mở cửa cho em. Rồi, chờ chút. Trời đất ơi. Chị. Vô đi cưng. Dạ. Mang sách đồ cho. Dạ. Nội trong sáng giờ. Cảm ơn chị nha. Vô đi, vô đi. Nội ơi. Nội, con nhớ nội quá. Ừ, nhớ con lắm. Ở xuống đây coi. Dạ. Sao? Đi xe có mệt không con? Dạ không. Nguyên, ăn gì không? Chị chạy ra chợ mua cho. À... Trời, suy nghĩ gì? Chị nói giỡn thôi. Chị mua sẵn cá lóc cho cưng rồi, chịu nước canh. Mà giờ uống gì không? Chặt dừa uống ha. À, cũng được chị, cho em uống dừa nha. Chị nói chơi mà uống thiệt hả? Mấy mình uống nước trà được không? Chị này, được, lấy trà cho em cũng được mà. Thôi, mẹ dễ thương dễ sợ. Chị biết tính cưng mà, trưa nắng đem cây dừa mệt lắm cưng, hiểu không? Nè, uống miếng trà đi cho nó đỡ mệt. Mà chị nói nghe nha, cưng mới về chừng 3 phút à. Nhà cửa nó trộn rộn, nó vui gì đâu vậy đó. Bình thường á, chị với nội ở nhà như hai khỉ già. Ê, khoan khoan, cái đó chưa. Cái này còn cậu nắng ngửa nó mới khô lặn. À dạ. Ủa, hửng sớm con đi đâu mà mới đâm mây ngang đi ra khỏi nhà rồi? Dạ, con đang nghiên cứu phương pháp canh tác mới á tiếp. Nhà có công chuyện không chịu mần, đi làm cái chuyện gì đâu không mà. Mình ở quê, nghiên cứu làm nông là đúng rồi tía.
Rồi cái nghề bóc thuốc này cũng muốn để thất truyền luôn hay sao? Té, để con học cho té. Dạ đúng rồi té. Con thấy Út sáng dạ, hay là té truyền nghề cho nó đi. Út tình không được. Ủa sao vậy té? Nhất nam giết hữu, thập nữ giết vô. Sơ có căn dặn là hãy truyền cho nam, không được truyền cho nữ. Bây giờ té truyền cho con là nữ, trái lời với nguyện của tổ tiên, té không dám. Trời ơi, con có hiếu ghê đó. Má ngồi đây mà không mời mấy đứa uống rồi dằn mâm sáng chén. Dằn nhẹ nhẹ lắm, mạnh đi con ha, để bể, bể rồi bỏ tiền ra mua cái mới nghe chưa. Thiệt cái ghét là con không biết là con có phải là con của tía không nữa. Trời ơi, sao vậy? Rồi à, rồi à, hai tía con có chuyện gì nữa phải không? Thì tại tía kìa, tía trọng nam khinh nữ á. Trời ơi, con ơi, con ở cái nhà này biết bao lâu nay, không có biết tánh tía bay hay sao. Đâu phải là với tụi con không? Má đây cũng bị nè, trọng nam khinh nữ nữa nè. Quen rồi con ơi. Biết vậy hả? Hồi đó má đẻ con ra là con gái á, má đem con đi cho rồi đi. Má để con trong nhà này làm gì? Có cho, mà tao không có nhận. Ủa gì vậy má? Thiệt. Hồi đó má đẻ con ra, nhà mình nghèo lắm, thiếu thốn đủ điều hết trơn á. Thằng anh bay bị nghĩa đó bị bệnh nữa, rồi cô Tư bảo muốn xin con nuôi, mới đem bên cho. Cho tưởng mọi chuyện là đâu rồi đó rồi đó. Ai về bà phát hiện bà có bầu, rồi bà trả về. Giờ bây giờ mấy người làm con tôi nè. Không lẽ số con lận đận từ nhỏ tới lớn hả trời. Trời ơi. Thôi con ơi, đừng có buồn, đừng có giận gì hết trơn. Tía bay em nói vậy chứ con cái ai không thương. Ông thương nhưng mà ông có nói ra ông giấu trong lòng. Ông giấu kỹ lắm. Đúng rồi, tía giấu kỹ lắm. Giấu tới nỗi hả mà con không có thấy một chút nào luôn á. Thôi con đi vô nha má. Ừ. Lẹ ra. Em đi một mình cũng được mà, chị không cần đi với em đâu. Thôi nhỏ này, lâu lắm rồi em mới về quê, rồi lỡ em đi lạc đó lúc đó ai kiếm em cho được. Trời ơi, tưởng gì, ở đây á hả, bao nhiêu năm rồi em thấy cũng vậy à, sao lạc cho được. Đúng rồi đó, giống như là có nhiều người á lâu lắm rồi mới gặp lại chủ, vẫn nói chị chủ như là 16, 20 hồi còn trẻ. Dạ, chị chủ lúc nào cũng trẻ hết trơn á. Tôi ly trà coi. Đây đây, rót cho. Ông à? Hả? Thằng Nghĩa ở ngoài hả? Ừ, nó phụ tôi phơi thuốc ngoài á. Nè, mấy cái nia cỏ măng trầu với lại cò bầu công anh á, là nó một nắng nữa là khô. Mình coi gom vô giùm tôi, đừng để nó giòn quá không nên. Biết rồi. Ông à? Ừ. Ông nói cái gì mà cho con Út Tình nó mới ngồi đây nó than thở với tôi, nó khóc lóc. Nó nói tía không có thương, nó làm nó tổn thương kìa. Tổn cái gì mà thương tổn? Thì ông bà tổ tiên căn dặn sao tôi làm y chang vậy thôi. Nhưng mà ông bà căn dặn sao cũng nói lựa lời mà nói chứ. Nói gì mà nó thẳng vào mặt con cái, hơn nữa nó con gái nó tự ái chứ. Rồi bây giờ dạy dỗ tôi luôn ha. Nói gì dạy dỗ nghe thấy ghê vậy. Tôi không có dạy dỗ, tôi không bắt bẻ ông. Nhưng mà có sao tôi nói vậy thôi à. Bây giờ mình nhớ là trong nhà này ai là trụ cột? Thì là ông. Như vậy thì mỗi khi trụ cột nó lên tiếng thì đừng bàn tới bằng lối gì hết trơn hết trời cho tôi. Ở đây á, con nít có đông không chị? Cũng nhiều lắm. Bởi vì giờ người ta đẻ chừng 1-2 đứa rồi ngưng à. Ừ, cũng đúng. Đẻ nhiều á, mà lo không tốt. Đẻ nhiều làm gì? Nhỏ này, giờ mình cứ đẻ đi rồi trời sinh trời nuôi có gì đâu lo. Cái gì? Bây giờ mà sinh á, thì có nước tự mà nuôi. Chứ trời nào nuôi chị? Em nói làm sao chứ, đúng là lớp trẻ nó không biết gì hết trơn trời. Giống như ông bà mình hồi xưa đó, đẻ quá trời đẻ luôn, không có sao đâu. Chị nói sao á, chứ hồi đó bà nội có mình ba em đó. Ba em hả? Biết làm sao không? Là tại vì hồi xưa bà nội đẻ ba em ra, xong rồi bà nội nhìn mặt ba em, bà nội hú hồn, bà nội đóng mờ lại, hiểu không? Không muốn đẻ em đứa thứ hai. Trời ơi, chị gan quá ha, dám nói ba em vậy nha. Chị... Em mét ba cho coi. Trêu em cho em vui thôi. Ủa? Chị Tâm! Tâm thấy không? Chị Tâm! Chị Tám, đi nay đi bốc đâu vậy? Nay đi bốc thuốc đâu về phải không? Chị Tám, con giới thiệu nha. Đây, em ngon,
Nhỏ em con nha, chưa ruột thôi, gần ruột rồi. Ở trên Sài Gòn về, nhìn đâu, bả trẻ không? Đẹp ha, đẹp ha, đẹp ha. Bất canh di thực, bất chức như y. Ủa, là gì chị? Ổng là ai mà sao ổng nhìn em khó chịu vậy chị? Ủa, ổng không kêu gì trời, kêu mua đồ nấu canh gì. Ổng hả? Ừ. Ổng là ông tắm tàn. Trong xóm này ổng làm nghề bốc thuốc á. Mà ổng khó tính dữ lắm. Thôi kệ đi, không có gì đâu. Mà mắc gì tự nhiên nhìn em khó chịu? Thì chắc là tại em mặc đồ lạ quá rồi đó, mang guốc đồ nè. Trời, mặt này có gì đâu lạ, vô lý hết sức à. Lạ hơn chị là được rồi. Ông này á, mà ai làm dâu nhà ổng chắc chết. Cưng á, con biết con nghe lời ông nói không? Ý, cưng dễ thương quá đi, dễ thương quá đi. Trời ơi, dễ thương quá hà, dễ thương ha, dễ thương ha. Đây mới dễ thương. Ừ, thì lúc nào đây không dễ thương. Nè, gì? Mình ăn trái cây đi. Để trái cây ngon lắm nè. Không ăn. Thôi mà ăn miếng đi mà. Không ăn. Năn nỉ. Không là không. Bộ tính hồn giận cả nhà này luôn hay sao? Giận tới bao giờ? Cả thế giới luôn chứ cả nhà gì. Thôi bớt giận mà. Thì con nó về dưới đó rồi, nó cũng ở với má chứ có ai đâu mà lo. Con tôi được thương như trứng hướng như hướng hoa. Vậy mà nó không nghe là tôi tức không chứ? Bây giờ con nó cũng đã lớn rồi. Thì mình cứ coi như là mình cho nó trải nghiệm cuộc sống đi ha. Thôi tôi nói thiệt cho bà, đường đời trắc trở giang hồ nó hiểm ác lắm. Trời ơi, tôi lo cho con gái tôi lắm bà ơi. Con ai không lo? Tôi cũng lo vậy. Nhưng mà vợ chồng mình á, đâu có thể nào mà cứ ở đời ở kiếp với nó được đâu. Rồi mình cũng phải già đúng không? Thì bây giờ mình cho nó ra đời sớm đi, vậy là thấy cũng tốt mà, đúng không? Tôi thấy theo trong nhà tôi hình như là thiệt thòi nhất. Nói cái gì người ta cũng cãi hết trơn rồi. Nói vậy cái người ngoài nghe tưởng đâu là má con tôi ăn hiếp ông dữ lắm. Chứ gì nữa. Ủa quên. Nhìn trái cây mới nhớ. Bộ trái cây lúc này nó rẻ lắm, sao mà bữa mua dưa, bữa mua ổi, bữa mua xài, bữa mua lê. Rẻ mà. Nói chung là cũng rẻ. Mình mua mình ủng hộ nông dân. Ở đó bà thấy không? Thấy làm nông dân cực khổ ghê chưa? Nhưng mà thì nông dân cũng có người này người kia chứ đâu phải nói như ông vậy chắc không ai về quê ở hết á. Không, còn tôi không có chịu rồi gả cho nông dân đâu. Nó phải lấy người thành thị, mình nếu phải gả đi xa thì phải ở nước ngoài chứ không được ở về quê. Em nhậu em chồng đúng không? Em thích luôn á chị. Nguyên. Dạ. Em có sợ ma không? Sợ chứ. Ma? Sao vậy? Hồi xưa ở đây nhiều ma lắm. Ghê vậy hả? Ừ. Vậy chị thấy ma chưa? Chưa. Trời, ma thì cũng sợ thiệt. Nhưng mà hả? Ma sống còn đáng sợ hơn chị à. Trời ơi. Tưởng gì. Nói thiệt với em, ở dưới này á, ma da ma men có. Không bao giờ có vụ ma sống đó đâu. Thiệt vậy hả? Trời ơi, vậy ở đây đúng là một nơi tuyệt vời. Dạ con mời tía má ăn cơm. Bạch dược dùng sống á là loại bổ âm. Xào với giấm bổ dầu can, sao bổ can. Vậy còn xào với rượu á là để đưa thuốc vào huyết, chữa bệnh đó huyết và bổ tâm huyết, phải không tía? Còn ăn cơm hớt á là tào lao. Tía đang nói chuyện với anh hai, con gái con nước, chỏ cái mỏ vô, không có nên nói chi hết. Thôi ăn cơm đi. Một vị thảo dược có thể phát tín hiệu trị liệu hiệu quả, người ta phải bào chế chứ. Ông ơi ông, bây giờ là giờ ăn cơm chứ không phải giờ dạy học. Sao bữa nào mà dọn cơm ra ông cũng dạy con vào cái giờ này hết vậy ông?
Rồi bây giờ chía con tôi nhất cử lựa tiện, vừa ăn vừa dạy con không yên nữa hay sao? Tôi đã nói rồi, ăn đi rồi muốn nói gì nói. À, dạ con mời tía má ăn cơm. Dạ tía má ăn cơm. Cái nõn này đó nè, ăn chưa? Xưa ở đây nhiều ma lắm. Chị muốn rớt tim á? Làm cái gì mà la dữ vậy em? Mình không gái đứa nửa đêm ra bài hải à? Trời ơi, chị làm cái gì vậy? Chị mới tắm xong rồi đầu ướt, ra đây không gió là tóc nó khô, làm gì la lên vậy? Trời ơi chị ơi, trời tối thui tối thùi, tự nhiên mặc nguyên bộ đồ trắng tinh, xõa tóc lò xò, trời thấy ghê quá chị ơi. Em mới nói chủ thấy ghê hả? Trời ơi em ơi, em biết cái bộ đồ chị mua bao nhiêu tiền không mà em nói thấy ghê? Em nói vậy là em xúc phạm chủ. Tức á. Thôi, đừng giận nữa. Nói nghe nè, để mai á em dắt ra chợ, em mua cho mấy bộ đồ màu mặc. Đừng mặc đồ trắng nữa. Bỏ đi ha. Em nói mua đồ cho chị mặc hả? Ừ. Mấy bộ luôn á. Đi vô nhà nói chuyện trong nghe. Đi vô nhà gọt ổi cho ăn nè. Không. Làm gì anh nghĩ của tôi vậy? Gì? Quen cô hả? Chứ gì nữa, nghĩ sao cái mặt này mà cướp? Thiệt, anh không phải cướp không? Thiệt. Vậy cho tôi xin lỗi. Thôi khỏi luôn đi, đánh ta te tôi tơi tả xong rồi xin lỗi hả? Anh nghĩ có sao không? Không. Anh có sao không? Không may tôi đòi tiền thuốc cho anh. Thôi khỏi, mai mốt đừng gặp lại là được rồi. Trời. Dạ. Né xa giùm. Trời. Người gì đâu? Ta xin lỗi rồi còn làm dữ. Ủa người đó là ai vậy? Ai biết. Ủa không biết sao người ta đánh anh làm gì người ta? Anh nói rồi làm ơn mất quán đó. Bởi vậy nói đi nói lại nhiều rồi, làm ơn né xa giùm cái đi. Ủa mà em đi đâu mà đi ngang lúc đó vậy? Chợ. Đi chợ hả? Ủa rồi anh đi về nhà mà em đi theo anh làm gì? Theo anh qua bển chơi. Em không đi chợ luôn. Thôi em đâu mua cái gì đâu, chỉ muốn ra ngoài coi gì mua thôi, không có gì quan trọng hết á. Rồi cứ tiệm quần áo em sao đóng cửa luôn? Dạ. Trời ơi. Đây. Rồi xuống. Nước đi con, nước con. Tức thiệt chứ. Uống nước.
vậy chị? Đồ hứa mua cho chị á. Em có mua. Nhỏ này. Đây coi. Ủa gì đi chợ về quyến võ không vậy nè? Em không có mua gì hết trơn á. Chị mua giùm em đi. Sao vậy? Em mới bị cướp đó. Cướp? Đâu? Cái gì vậy chị? Ủa người ngợm đâu có sao rồi nó ăn cướp. Em không có sao hết trơn á. Mẹ bực bội lắm. Thôi chị đi chợ giùm em đi. Em vô trong nha. Bực mình lắm chị ơi. Nhỏ này. Nó bực mình gì trời. Quỷ dễ sợ luôn á. Kêu đi chợ mua đồ hứa mà đã mua. Để gì bị ăn cướp vậy đó. Tao mà bắt được hẳn cướp á ha. Cũng bẻ cái lỗi tai liền. Mất mấy bộ đồ của tao. Con nhỏ này. Đi chợ cái gì mà chưa chờ cho trật là chưa chịu về. Cơm nước cho tía là không chịu lo. Thiệt là bức. Tía nghe này Duyên. Tía ơi, tía khỏi chờ cơm con nha tía. Con ăn ở nhà anh Nghĩa rồi vậy nha tía. Bye bye tía. Alo, nè Duyên à. Thiệt tình. Có nấu cơm nước rồi đâu mà kêu chờ chứ không chờ. Con gái lớn rồi, suốt ngày lo chuyện bên nhà chồng tương lai. Nhà bên mình không lo. Không nấu cơm, đi ăn cơm tiệm. Cho tới luôn. Tới luôn, cho mặt bánh luôn. Bánh luôn. Gì mà bệnh nặng dữ vậy luôn hả? Trời ơi trời, cái kiểu này là bệnh dữ lắm luôn rồi đó nè. Chết rồi, trời ơi trời, chết rồi. Trời ơi, nhức mặt, nhức răng. Trời ơi, nhìn mặt thấy lo quá à. Chắc tiêu quá. Không qua khỏi con trăng này rồi. Nói gì ghê vậy? Cảm thấy sơ, tôi làm gì không qua khỏi con trăng này. Tôi thấy người tôi đầu nhức, ho khan, sổ mũi, nhức mình nhức mày, khó thở, không biết triệu chứng bốn cái này là triệu chứng gì. Đó vô đó dễ thở nè. Nó đây nè, nhức đầu nè, cái miệng này nói nhiều nó cũng mệt lắm nè. Đó vô đây cho nó đỡ đó. Đỡ chưa? Đỡ không? Nóng quá. Không, đỡ rồi. Sáng giờ không chịu ăn gì hết, bị ông say sóng nhức đầu không chóng mặt sao được trời. Tôi bỏ má của đi học. Ủa má, ba đỡ chưa ba? Hôm nay mẹ con bà kệ tôi đi, đừng có quan tâm tới tôi làm gì. Trời ơi thấy thương quá, ba nặng quá rồi con ơi. Ừ để má chăm sóc ba, má dán thêm cho ba nè, chỗ nào nữa không dán tiếp. Tôi đủ rồi. Ôi kệ tôi, có ai quan tâm tới tôi đâu. Sao mà kệ ba được? Ba này nói kỳ ghê á. Ba là quan trọng nhất nhà mà. Đúng rồi đó, quan trọng lắm luôn á, trụ cột gia đình luôn á. Quan trọng mà, trụ cột mà. Ừ. Nói có ai nghe đâu. Ừ, làm theo ý mình không mà quan trọng cái gì. Bây giờ con nó cũng đã lớn rồi thì cứ cho nó tự do đi. Ông cố chấp quá, nghĩ nhiều chứ nó mệt không biết nữa à. Dán nữa không, tôi dán cho. Không. Dán làm gì? Cho tôi chết chi. Cho mấy người vừa lòng. Còn... tình đó. Má, chị Hai gọi nè má. Dạ em nhờ chị Hai. Ừ, Bình hả? Em đang đâu vậy? Em đang chuẩn bị đi học nè. Ừ. Chị Hai, ba má ngồi kế bên nè. Chị Hai nói chuyện với ba má nha. Ừ. Má.
Nghe đi, con gọi kìa. Ba, nói chuyện với chị Hai nha ba. Không. Ông nghe thôi, đưa đây. Dạ, chị tình á. Má nè con, khỏe không? Má, bộ ba còn giận con hả? Ui kệ ông đi, lớn tuổi rồi như con nít vậy đó. Giận hoài à, kệ ha. Nói chuyện má nghe. Má nè. Ba, ba ở nhà nghỉ ngơi nha ba, con đi học á. Con đi con nhắc tôi. Thằng ơi, vậy á là nội làm phiền con nữa rồi. Dạ cái gì đâu nội, mấy chuyện này dễ ợt ha. Nhà ông có con trai thì cũng bất tiện quá, mai là nhờ con chạy qua trả lời giúp á. Dạ mai mốt có chuyện gì á thì nội hú con chạy qua liền. Vậy á thì nhớ nha, lát nữa ở lại ăn cơm chứ không được từ chối á. Dạ ăn chực ngon, sao con từ chối được nội. Vậy được. Dạ. Chị chủ, nhà em cái sàn nước sau nhà hư chị biết chưa? Biết sao không biết? Trời ơi, phải sửa liền đi chứ nó lồi lõm vậy hả? Nội không thấy nội té chết. Ủa? Ừ, có người đang sửa ở chổng mà. Ủa? À, là chị nấu cơm cho gì? Ủa? Rồi, cái thái độ này là biết ngay chưa nấu rồi. Chết rồi. Đúng không? Hèn chi nãy giờ tưới cây mà cứ nhớ là mình chưa làm gì á. Thôi đưa đem tưới cho. Rồi làm vậy nha. Thôi nấu đi. Trời. Ủa? Đừng nói nội nha, nội chửi gì á. Biết rồi. Bữa nay tưới sao trời? Ủa? Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, vậy? Con xin lỗi nội. Là cô. Hai đứa quen nhau hả? Ủa, nội, người này là... Cháu của nội là Thảo Nguyên, Sài Gòn mới về. Còn đây là Nghĩa nè. Tới đây chị. Xin lỗi nha, là nội kêu tôi qua đây á. Cái gì? Nội hả? Ừ. Kêu nghe thân mật quá ha. Trời ơi, nội nhờ Nghĩa qua tráng cái sàn nước sau nhà. Đằng này nó tốt lắm, chạy qua chạy lại giúp cho nội hoài hả con? Có tốt thiệt không nội? Tốt chứ, tốt quá cho nên là ăn đòn te tua đó. Trời ơi, ướt mềm mất mềm hết cho. Vô đây, lấy khăn lau khô con. Đi, đi hết rồi, vô dạ. Nhà lấy khăn lau, đi. Cái đồ nhỏ nhiên. Nghĩa bưng đồ ăn nha con. Dạ dạ đây đây. Để đồ canh chín giữa nè. Trời ơi công nhận mình nấu ngon thiệt chứ. Rồi có nhiều đồ ăn lên hết đó đi. Dạ đây dạ đây. Còn gì nữa không? Dạ còn trứng. Ừ bé lâu lắc dễ sợ luôn á. Đó trứng để đây. Trứng là chị thích, chị phải để gần chị hiểu không? Ê nó nghe nè, cái chén nước mắm á, nhớ dầm dầm nhiều ớt nha. Dạ dạ dạ. Đi rồi. Ăn cơm nè. Thách dữ ha. Nhanh đi bé, chậm dễ sợ luôn á. Đây 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 đây, nước mắm đây có. Rồi đây chén bát rồi đây. Thôi cái này để chủ làm cho. Trời 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 trời. Ê vô lấy thêm chén ớt nữa. Ăn vậy sao đủ cay. Nè. Dạ. Con làm gì mà con hành nó dữ vậy? Nó qua nó giúp mình chứ nó phải người ở nhà đâu mà. Nội ơi, nó nói làm sao chứ. Nãy giờ nhờ Nghĩa, con có dám sai nó đâu. Nội không tin thì hỏi nó đi. Phải không Nghĩa? Chị nhờ em mà. Dạ, dạ đúng. Trời, nội, làm có chút xíu thôi mà nội. Không lẽ thanh niên trai tráng có nhiều đó cũng tính toán. Cứ ngồi tự nhiên, ăn cơm đi con. Dạ. Dạ. Trời ơi, thiếu rồi đũa nữa chứ. Để chủ làm cho. Nhìn như trời. Rồi. Dạ, mời nội. Cảm ơn nội. Thôi cả nhà ăn cơm nha. Ăn đi con. Ăn đi Nghĩa, ăn nhiều nhiều vô con. Dạ dạ, con ăn tự nhiên lắm. Nội yên tâm. Dạ. Ủa Nghĩa, quá trời nè. Ví dụ mà sàn nước á, chừng nào mình thay được vậy? Trời ơi, mới tráng xi măng chắc khoảng mai mốt đi. Mai mốt xài được hả chị? Tôi nói vậy á, bị nhớ nha. Bây giờ nó còn ướt, không có xài được. Chịu khó xài mùa hè trước đi. Để nó khô hẳn, hay dùng.
ha, không hư á con. Dạ. Mấy vụ đó mà nội cũng nhắc con nữa, con có ngu đâu. Nhắc sợ mày quên thôi. Ăn đi con. Ủa sao không ăn thịt cá gì sao? Trời ơi, món này đặc biệt là nghe ngon lắm. Đứa thời lăng á. Dạ, nè con. Ê, em làm vậy là em xúc phạm chủ nha. Một nhát dao của chủ á là moi ruột ra luôn á. Chủ làm rất là sạch không hề thôi. Không phải, ý em không phải vậy. Nhưng mà em... Ăn một miếng đi. Cái mặt thanh chành à, mốt ba má mà xuống chủ rồi đó. Ăn vô. Trời ơi, mấy con bò bò em sợ lắm. Em ăn đâu. Khổ ghê luôn á. Thôi kệ đó đi con. Mấy cái con này nè, còn sống thì sợ. Lên mâm mà còn sợ nữa gì. Trời đất ơi, thiệt tình. Nó không ăn được cái này thì nó ăn có khác. Thiếu nhiều món này nè. Dạ, công nhận à. Lương Thời Lan thì làm ngon hả? Dạ, ngon, ngon. Ngon dễ thở lắm. Bổ luôn con ăn. Kệ đó. Ngắn nè. Ô, giỡn thôi, ngồi đi. Trời ơi, chị này, lại hết hồn à. Cảm ơn. Giận chị ghê á. Mà còn ôm sòm, sùm ra. Nói chung á hả, là mấy cái con mà rắn rít, nhái, ếch đồ á, đừng có để gần em chuỗi, em sợ lắm. Ok, nó đi con. Cái nào nó ăn được thôi, thôi kiếm mấy cái khác ăn được, ăn đi con. Nè, trứng chiên, canh chua. Dạ. Ủa? Dạ, con thưa bác hai. Tấm tàn. Dạ. Đi đâu ạ? Dạ, con đi bốc thuốc cho bà con ở trên ngã ba gần Trang Bầu bác hai. Vậy hả? Dạ. Khỏe không? Dạ, con khỏe. Mà bác hai còn nhớ con hả? Trời đất ơi, mặt bay không nhớ nha. Nè, hồi nhỏ qua nhà tao chơi với thằng ba nhà tao hoài không nhớ sao được con. Hồi đó tụi con chơi ở nhà xíu cái quánh lộn nhau. Mỗi lần bác hai muốn can phải lấy roi mót can lận á. Lấy roi đó mà can chưa xong tụi bay nữa. Quánh cho hai đứa chừa, nghe chưa? Nhưng mà cuối cùng sao, có chừa đâu, rủ nhà chơi nữa, quánh lộn nữa, tao sợ tụi bay thiệt quá trời đó. Dạ, con nghĩ hình như là con nít đó nào cũng vậy hay sao á, nó phải quánh lộn nó mới mau lớn á, bác hai ơi. Mà lớn chút nữa, cái thằng ba ta tự nhiên nó thay đổi tính tình bay. Dạ. Cái nó suy nghĩ sao đó, ba nó lên Sài Gòn lập nghiệp. Dạ. Từ đó tới giờ thấy bay tới ghé đâu đâu. Dạ, không phải vậy đâu bác hai ơi, bác hai đừng có nghĩ vậy mà ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Thật ra là tụi con mỗi đứa một nơi cho nên không có điều kiện gặp lại. Thôi thì bách niên hiếu di tiên. Thôi vậy nay mai con bữa nào rảnh rảnh con bước sang thăm bác hai nha. Nhớ nha. Dạ. Rảnh ghé vào nhà bác chơi nha. Dạ rồi. Trời. Bác hai về cẩn thận nha. Ừ, dạ. Về nha. Dạ, về dạ. Đi nha. Dạ. Cái giọng nè, khò khè quá rồi đó con. Thôi được rồi, để ông lấy thuốc cho con uống nha. Cái này hơi khò khè đó, nghe không? Cưng lắm, cưng lắm. Ráng đi con. Để lát bà đi lấy thuốc cho. Sao rồi? Mệt quá. Ủa, bà hỏi tôi hỏi chó. Hỏi chó. Hỏi chó tôi, nó cũng hơi khò khè. Hỏi ông thì ăn cơm nè. Không, không ăn. Thôi mà năn nỉ ăn giùm đi, hổm rà giờ thấy không ăn nè. Ông ăn. Giờ ngồi đó ôm Tina hoài luôn vậy đó hả? Vậy đó, thích vậy đó. Nuôi vật vật trả ơn, nuôi con trả sự bực bội. Bây giờ để tôi kêu thằng Bình, nó đưa ông đi bác sĩ, nghe không? Không đi. Phải đi chứ. Được không đi. Không đi phải không? Ừ. Thôi được rồi, để tôi gọi điện kêu Nguyên về. Quá đã, quá đã. Gì, đúng ghế rồi rồi. Ôi, tuyệt thực, không xài đói muốn chết rồi. Đứng đây con, đứng đây, đứng chơi chút đi con. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời, đói muốn chết luôn. Đó, còn cái phòng này nè con. Con coi ở đây làm lớp học được không? Dạ, được chứ nội. Dạ. Để con dọn dẹp sạch sẽ lại. Ừ, người ta phiêu chủ tiếp ta. Sửa soạn với con nghe không? Nhưng mà dọn xong á, phải mua thêm bàn ghế nữa đó nội. Cái đó để Nghĩa qua nó chỉ cho. Thôi, để con tự mua được rồi. Con biết ở đâu mà đi mua.
Thì có gì á, con rủ chị chủ đi chung với con. Trời đất ơi, con chủ có biết cái gì đâu. Thằng Nghĩa nó tốt bụng, con đừng có lo nha. Mà con, theo nội nội tính ha, bây giờ là con cứ kể cái chuyện mà dạy miễn phí, con lấy tiền đồng xài. Trước mắt á, mình đi kiếm cái trường nào mình xin dạy đi con. Rồi sau đó mình rảnh rỗi mình dạy thêm, vậy được không con? Dạ, con sẽ làm theo lời của nội. Được rồi. Dạ, con nghe này má. Ba con nó ổn dài vô buồn lắm. Dạ. Mấy chị con về quê đó, không ăn uống gì hết. Con tranh thủ về thăm ba nghe. Dạ, 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 con biết rồi, con về liền. Alo. Dạ. Dạ sao chị? À là hôm nay mình đóng cửa mình không bán nữa hả? Nghỉ ngày hôm nay phải không chị? Dạ rồi, dạ rồi. Dạ rồi. Được nghỉ nguyên ngày. Anh nghĩ đang làm gì ta? Anh Nghĩa à? Anh Nghĩa muốn ăn cái gì hôm em mua qua cho anh Nghĩa ăn. Gì? Ếch hả? Ba ơi. Ba ơi ba. Ngon ghê ha, nhìn ngon con ha. Của ai vậy? Tina, Tina, nó đổi khẩu vị. Tina, Tina, Tina ăn cơm gà xối mỡ luôn ha. Ba khỏi giả bộ đi ha, con với má là biết hết rồi đó. Trời ơi, bệnh không ăn nổi, bỏ ăn. Nhưng mà đặt cơm qua mạng kìa. Giỡn nghe, à, vui vẻ nha, không có quạo. Ông á, diễn giỏi lắm rồi đó. Làm má con tôi tưởng thiệt không kìa. Vợ bỏ nghề làm bác sĩ thú y đi, làm diễn viên được luôn rồi đó. Đúng rồi ba. Chừng nào em về? Em cũng không biết nữa. Em phải về coi ba làm sao rồi mới tính tiếp được. Trời đất ơi, chị cầu trời khẩn Phật á, cho chú không sao hết. Chị lo quá chừng quá đất vậy. Thôi em đi nha chị. Ê nó nghe nè. Dạ. Thôi đi đi. Thôi em đi nha. Ê Nguyên nó nghe nè. Em biết, chị thương em, không muốn em đi đúng không? Nhưng mà em đi em coi sao rồi em sắp xếp em về với chị liền mà. Không phải vậy. Chứ sao? Ý chị là em lên Sài Gòn,
Em thấy mấy bộ đồ nào đẹp đẹp, em mua mai mốt em đem về cho chị. Trời ơi, cái chị này thiệt luôn á. Nãy giờ em cứ tưởng chị thương em, ai về hả nhắc mấy bộ đồ. Thôi em đi nha, chừng nào em lên em mua cho. Không phải, cái nào mà mình thương thì mình thương, còn quên là mình phải nhắc cho nhớ thôi. Chị á nha, giận chị ghê á. Em đi nha, bye bye chị. Đi đi, tôi không tiễn cô đâu. Đi kìa trời. Alo, chị nghe nè Bình. Dạ, khỏi về nhà nha, ba không có bệnh gì hết à. Hả? Ba còn lén với má nhà em mua cơm về nhà ăn nữa đó. Ừ, chị biết rồi. Thì... Không. Chị ơi. Trời đất ơi em ơi, em ơi, chị chưa kịp khóc luôn á, em làm gì em quay lại vậy? Em không đi nữa. Không đi nữa là sao? Có nghĩa là ở đây với chị luôn chứ làm sao. Vui không? Em không lên Sài Gòn nữa. Dạ. Trời ơi, chị vui quá à. Dạ. Vậy là ngày mai mình đi mua đồ nha. Sao? Trời, nó sớ là nó mua cho mình đó. Ngoan. Nghe nè Duyên. Anh đang đâu ạ? À, anh đang đi công chuyện. Ủa, công chuyện gì đâu ạ? Thì công chuyện của anh. Mà em đi anh có chuyện gì không? Dạ có. Anh Nghĩa, anh Nghĩa cho em xin lỗi nha. Anh Nghĩa dặn em là mua ớt xào xáo ớt. Em mua rồi luôn, mua rõ ràng đem qua luôn rồi. Cái quay qua quay lại mất tiêu luôn. À, vậy hả? Mất rồi thì thôi, có gì đâu. Thì chắc tại lúc em lu bu á, rồi mấy con ếch nó thừa cơ hội nó bỏ trốn á. Mất rồi thì thôi ha. Dạ, vậy anh Nghĩa ăn gì em mua qua. Gì cũng được hết á, vậy ha. Dạ. Ê, nè, ủa. Dám đánh tôi hả? Coi như là trả thù của vụ hôm bữa đánh tôi. Sao con? Sao mà nó xỉu không biết nữa. Đỡ chưa con? À Nguyên. Rồi ơi, nội. Không mấy mình đưa đi bệnh viện đi rồi. Không cần đâu con. Nhỏ này á, cứ hơi hơi tiếng là nó xỉu đấy. Nhìn bự xác vậy mà yếu. Trời đất ơi, bây giờ còn đỡ này nha các bay. Hồi đó hả, đau lên đau xuống gì như con mèo ướt vậy đó. Bởi vậy nó đâu có đi theo thầy ba nó được đâu. Bác sĩ đó thấy máu là xỉu à. Thấy máu là xỉu à. Con, đỡ chưa con? Nói. Mắt nó giật giật rồi kìa. Đỡ. Nguyên dậy Nguyên. Dậy lẹ ơi. Làm dữ vậy, từ. Dậy Nguyên, dậy. Yếu tim mà. Con, đỡ không con? Con, trông mặt quá à. Thì chịu khó nằm chút xíu rồi, nằm đi cho nó bớt chóng mặt. Trời ơi, mà cái số hên nha. Em xỉu làm sao mà hên là có thằng Nghĩa ngay đó đó. Không là chết rồi. Ủa mà Nghĩa. Hả? Sao em có mặt ngay lúc đó hay dữ Nghĩa? Em qua coi lại sàn nước. Ha, nó coi lại cái sàn nước. Hên nó số em còn hên đó. Nè, đi xuống coi nồi cháo xong chưa. Có gì múc lên cho nó ăn miếng hay nó lợi sức coi. Ủa cháo gì? Kêu mày nấu cháo bây giờ á. Có chết không?
Nói cái con nấu cháo mà nãy. Giỡn chơi có chút xíu ai già xỉu. Người đâu yếu xìu. Cái bánh này là tôi mua qua cho cô, coi như là xin lỗi á. Ủa anh hai. Ừ. Bánh ngon vậy. Cái gì vậy? Không được ăn. Làm gì không được ăn? Cái này anh mua cho. Cho người ta. Ta nào? Hỏi gì vậy? Không nói cũng biết anh mua chị Duyên cái gì. Nhiều chuyện. Coi nhà không? Có nhà không? Có nhận hàng nè. Trời chút. Trời, chưa nắng làm gì kêu dữ vậy không biết hả? Ai đây? Có chủ nhà không chị? Chủ hả? Tôi chủ nè. Nhận hàng giùm đi. Cái này phải không? Đây là chiếc nhẫn. Anh muốn bày tỏ tấm lòng của anh. Anh gửi tặng em. Thời buổi gì mà còn tặng nhẫn cỏ nữa hả? Anh nghèo không nhận kim cương, tặng em theo xính lễ nguy ngoan. Thì đây anh đang nhẫn cỏ, tặng em coi như bó ngò. Lòng anh chắc em đã biết. Tôi không có hiểu gì hết trơn á. Ít ra thì cũng phải nhẫn vàng hay là gì chứ. Anh nghĩ sao mà anh tặng tôi cái nhẫn cỏ vậy? Em quan trọng vật chất gì? Em có biết rằng lòng anh thì rất chân thành, suốt đời nguyện thề yêu em, chớ đừng giận hờn anh nhé. Nên tôi đang điên lên đó nha. Sao vậy Út? Anh coi cái giá trị của tôi chỉ bằng cái nhẫn cỏ này thôi hả? À, không 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 không. Đối từ từ em bình tĩnh. Đối với anh em là vô giá. Anh chỉ muốn gửi cho em chiếc nhẫn này. Anh cầu xin em lấy chiếc nhẫn này và nhìn thẳng vô mắt của anh và nói câu em đồng ý đi Út. Nói đi. Đừng. À, thôi em không cần phải nói nữa. Anh hiểu mà. Đừng rời xa em đúng không? Đừng có mơ được không? À. Út Tiền ơi. Út Tiền. Ủa chị Duyên. Chị qua kiếm anh hai em hả? Mắc cười quá. Ủa bộ qua đây là phải kiếm anh hai em hả? Kiếm em được không? Thì ai biết. Mà chị qua đây kiếm em có gì không? Bữa nay cho em nè. Ủa gì vậy? Hồi nãy đi ăn sáng thấy bánh cuốn ngon quá mua cho em, biết em thích ăn bánh cuốn. Em cảm ơn chị Duyên. Ủa bộ nhà có mình hả? Má em đi chợ á, còn tía em ngoài sau vườn á. Anh Nghĩa đâu? Ủa hồi nãy có người nói á, là không có hỏi anh hai tôi mà ta. Thì tại vì qua không thấy mặt hỏi chơi. Ảnh mới đi hết thì á. Ủa đi đâu vậy? Hình như là anh đi kiếm chị á. Kiếm chị? Có một bánh cho chị nữa. Một bánh cho chị luôn. Ủa mà sao không nói chị biết ta? Chắc là anh muốn cho chị bất ngờ á. Cái hộp bánh là đem qua đây chi vậy ha? Anh đem qua cho chị với nội á. Vậy hả? À. Coi thử coi. Đất ơi, chị nói nghe nè. Nội á, lớn tuổi rồi không ăn ngọt được đâu đúng không? Nó không thích má này. Nhưng mà chị thích. Cảm ơn cưng nha. Ôi ăn thử coi. Uống nước đi, uống nước đi. Tự gót uống đi, nãy chị quên gót. Ngon á. Thôi tôi nói nha. Bánh này mà uống trà ăn ngon dễ sợ luôn á. Dạ thôi chị ăn đi. Dạ thôi chị ăn hết nha. Rồi đúng rồi. Rồi kêu em qua đây làm cái gì vậy? Nãy giờ ăn bánh quá quên. Nội kêu em qua dọn giùm cái phòng họp cho Nguyên.
Bị gì sáng người ta đem đồ lại nè. Nặng quá chị đâu khiêng nổi đâu. À, đây em. Thôi đi em. Tự nhiên nha, tự mở cửa, tự vô phòng, tự dọn luôn nha. Mua cái bánh ăn ngán không chết đâu. Bữa nay con đi chợ nè, tí muốn ăn cái gì con nấu. Hả? Má mày đâu mà sai bê đi chợ? Dạ má đi công chuyện rồi. Tí muốn ăn cái gì á, tí nói đi con nấu cho. Ăn cái gì cũng được, nấu gọn gọn thôi, đi chợ nhín nhín đó. Ăn cái gì cũng được hả? Có rồi, con nói với tí là món nè, bảo đảm gọn luôn. Món gì? Bí bực. Phận là con gái chưa một lần yêu ai. Đảm bảo luôn nè, cái áo này là 10 người lớn là đưa 10 người, người nào cũng thích. Yến à. Ủa lạ, mới nghe tiếng đây mà ở đâu rồi ta? Yến. Ơi, ăn cơm chưa gì kỳ cục vậy? Cái món gì vậy con? Dạ cái này người ta gọi là cơm cuộn Hàn Quốc đó má. Cơm cuộn Hàn Quốc hả? Ăn này phải chấm với cái này hả? Dạ đúng rồi, ăn cái này là má phải chấm với cái này thì nó mới ngon. Thôi kệ, lâu lâu Út ăn là món nước ngoài, ăn thay đổi khẩu vị. Ăn cái má mày ăn cái món này giống một cọp ăn buồn mắt. Thôi 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 đừng nói nhiều nè, lấy cái này đi rồi chấm với cái này mới ngon, ăn thử coi. Ăn thử đi. Thử tài, rồi tài gái ông đi. Nhìn đi, gái mới mua á, ngon lành không? Chàng đất ơi, đi uống cà phê không á, mà phải mặc áo mới vậy đó mới chịu. Con gái chú có hiếu quá ha. Em đi bán quần áo, mà chú có quần áo mới bạn rồi. Mai mốt, phụ bán vàng, chắc chú đeo vàng đỏ tay luôn quá. Ê, bởi vậy, không uổng công gà trống nuôi con. Vậy thì mai mốt á, ông bắt rễ đi. Chứ gả con đi xa tối về một mình á buồn lắm á. Đúng rồi, nếu như có gả con tôi cũng gả gần, không bao giờ tôi gả xa. Chú, con nghe nói chú với chú Tâm Tàng có giao ước đúng không? Ừ. Vậy là khi nào chú cho tụi tôi ăn đám cưới đây? Khi nào mà tụi nhỏ đồng ý á là cưới hỏi liền. Bây giờ là do tụi nhỏ quyết định, chứ tôi là tôi không có quyết định. Chắc chắn nha, nhớ nha, đừng quên tụi tôi nha. Đừng quên tụi con nghe chú. Nhỏ này, đặt đồ rồi đi đâu người ta giao không chịu nhận không trời. Giờ có nên mở giùm nó không ta? Thôi bỏ đi. Ôi, ôi điên quá. Mở cái gì trời ơi, đồ của người ta mà mở gì trời ơi. Nó kìa nó chửi chết luôn rồi trời ơi, thôi khùng quá. Mẹ bả quá, chủ ơi, không được làm vậy chủ ơi. Trời ơi, chai dầu thơm gì mà xịn dữ vậy trời. Con nhỏ này là xài ba cái đồ này là không có biết tiết kiệm. Không được xài đồ hiệu như vậy. Phải bắt trước chủ, chủ không bao giờ xài đồ hiệu cho nên bây giờ chủ xài thử nào. Đó. À, à, mình xịt xương xương đồ hiệu mà mình xịt chi nhiều.
xịt nhiều là mới nó hao, và đồ hiệu là nó hay vậy. Em phải đó. Trời ơi, nó thơm. Thơm nhức đầu luôn á. Vậy chị chủ. Đây, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Gì? Trời ơi, uống miếng nước với chị đi. Chị mời nước mà nhỏ thằng này ngộ ghê vậy đó. Mấy tự rót ha. Ừ. Nói nghe nè. Ừ. Mai mốt cưng rảnh á, cưng quẩn quẩn nữa, cưng ngồi cưng nghe nội tâm sự phụ chị. Bị vì ba cái câu chuyện đời xưa của nội á, chị nghe đi, chị nghe lại mấy chục lần rồi, chị nghe ghét chị mệt lắm, hiểu không? Nghe phụ chị đi. Sao sao có cái mùi gì vậy ta? Ê, thì cái mùi đó đó. Cái mùi đó là cái mùi gì? Thì cái mùi nó quyến rũ á. Hả? Cái mùi quyến rũ. Cái mùi này rất là thúi. Chị không nghe được hả? Mùi này nó thúi lắm, nó hôi lắm. Đâu vậy ta? Chị có nghe gì đâu? Có. Kiếm ở đâu vậy? Con gì? Con gì là con gì? Đâu đây nè. Cái gì vậy? Ý trời ơi! Gì hú hồn vậy? Con thằng lăng chết kìa. Trời đất ơi. Gì mà ngồi đây nãy giờ? Trời ơi, thằng này đàn ông trai gì đâu, con thằng lằn thôi mình làm cái ghê với sợ rồi. Nó thúi quá. Thúi cái gì? Nói chứ chị nghe cái mùi đó hổm gài rồi. Mà chị tưởng cái mùi thúi thúi đó đó là cái mùi của... Thôi nè. Cái gì vậy? Cầm chai dầu thơm nè. Muốn xịt đâu xịt đi. Xịt như xịt phòng gì cũng được. Lấy chai dầu thơm xịt khử mùi luôn. Ôi, chủ sang vậy. Chuyện chủ có điều kiện cứ xài thoải mái. Có điều kiện phải không? Ờ. Rồi, có điều kiện thì xịt thôi. Xịt đấy. Ê, chỗ này. Xịt cái kỹ vô. Bởi vậy có thằng bé này nó qua nó phụ cũng đỡ. Biết điều á. Thật quá. Không vậy. Dầu thơm của tôi xịt lung tung vậy hả? Cái này tôi gì? Anh có biết nó mắc tiền lắm không? Cô ghét tôi nói nè, tôi không có nói cái gì hết trơn á. À, anh ghét tôi nên cố tình làm vậy chứ gì? Nè, cô đừng có vu oan cho tôi nghe. Tôi không có vu oan gì hết trơn á. Từ ngày đầu tiên gặp anh á là tôi thấy toàn những chuyện không may rồi. Ủa, tôi gặp may lắm hả? Tôi giúp cô mà tôi bị đánh cha tôi đó. Đánh gì chứ? Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm cái gì chứ? Đó là cô hồ đồ. À, thì ra là chuyện đó cho nên anh lấy nước qua trả thù đúng không? Cái chuyện nước qua này cô phải hỏi rõ ràng chứ, gì hết cô nói tôi quá trời vậy. Chung là cái đồ nhỏ nhen. Nhỏ nhen là cô á, tôi là anh đồ... là nhỏ nhen. Cô là nhỏ nhen. Anh nhỏ nhen. Cô nhỏ nhen á. Nhỏ nhen. Nhỏ nhen. Con đừng có nói với ba. Với bác như vậy kỳ lắm. Bác không chịu đâu. Con đâu có làm gì đâu mà kỳ bé. Ừ. Thôi, bác không nhận đâu. Dạ, ba ơi. Dạ, bác ơi, y không có gì kỳ đâu. Thôi, kỳ lắm mà. Con nói là không có gì kỳ mà. Thôi, thì vậy xin gửi đến con là cảm ơn chân tình nhất nha. Dạ. Sao bác xin nhận. Hay con có bằng gì nữa không? Hay về đi. Dạ không, con phải ở đây chứ. Chi? Ở đây đợi bác thay đồ, coi vừa hay không vừa rồi con đi đổi nữa. Ủa? Vậy là còn cái mẫn là mình thay rồi, được không được mình đổi lại nữa hả? Dạ. Ôi, ta bán tốt quá em. Dạ. Rồi dựng ngồi đây chào bác nha. Đứng lên, đứng lên. Trời đất quý thần ơi, tính cho quà tôi muốn làm gì làm hả? Sao bác, con làm con. Con là phận cháu con, chưa ra mắt tổ tiên mà ngồi trước đây đâu có được, con phải đứng. Con bước qua đây là con chỉ được có phép đứng thôi. Bây giờ quen nguyên cái quá trình mà bác đi thay đồ đó, con cũng đứng như vậy. Dạ, nguyên quá trình thay đồ con vẫn đứng nguyên như vậy. Đúng vậy. Dạ. Con gái con đứa gì mà hung dữ như chằn lửa vậy. Hồ đồ. Anh Nghĩa. Đâu. Của em đâu. Cái gì? Bánh của em. Bánh gì? Út tình nói anh đi mua bánh cho em. Ăn hết rồi. Ê kỳ không? Mua bánh cho người ta tự nhiên ăn hết rồi. Không chịu. Bánh của em nóng. Không chịu thì tự đi mua bánh mà ăn. Ừ.
Nghe gì thơm dữ vậy? Nhiều chuyện quá đi. Nghe. Chú Hoa Duyên ơi, cháu ngó nè, nó cũng vừa vặn. Nhưng mà cho bác hỏi nè, cái tiệm bán áo này nè, nó ở gần cái tiệm sang chiếc ga phải không? Cái mùi ga ta chiếc á, nó bay qua nó dính vào áo nè, nghe mùi nó. Cái mùi nó chú lò mà. Nó còn hơi thứ đây. Kỳ lắm. Ê, đâu. Cởi cái mặt con nó kỳ lắm. Duy con, tía cảm ơn con nghe. Đẹp không? Này, con mua cho tía mà. Con mua cho tía hồi nào? Vậy mà tía tưởng. Bộ. Vậy mà tía tưởng con mua cho tía. Hết nói nổi tía luôn á. Tía cũng hết nói nổi con luôn á. Tía cực khổ nuôi con khôn lớn, bây giờ con không lo cho tía, lo cho thằng hàng xóm, rồi giờ trách hờn rầy tía nữa. Cũng tại tía bộ. Ai biểu con nhỏ lúc nào tía cũng nói sớm muộn gì mày cũng làm dâu nhà người ta. Thì giờ con làm trước có sao đâu. Ngon. Ăn trứng vịt lột chơi. Ít quá hả? Nè, ăn luôn 3 trứng của chị đi. Chị mua cho em trứng, chị 3 trứng. Thôi, nhường em hết. Thôi, em không có ăn đâu, đang nóng gần chết. Chết rồi. Mua hộp vịt lộn hối lộ nó mà giờ nó không ăn sao nấu trời. Nguyên, em trách lầm Nghĩa rồi. Làm cái gì chứ? Thì cái chai dầu thơm đó đó. Làm làm chính đôi bàn tay của chị. Đôi bàn tay hư thối của chị nè. Chị đưa cho Nghĩa chai dầu thơm. Cái à, cái chị suối nó xịt luôn. Hả? Chị, vậy là chị nói thiệt hả? Mấy cái chuyện mà không phải của chị á, ngu gì chị nhận. Vậy không lẽ em trách Quang anh hả? Thì đúng rồi, mà tại lúc đó chị thấy em nóng quá nên chị đâu có dám nói gì đâu. Chị nói em xả chị luôn làm sao? Mà em cũng đâu có chửi dữ lắm đâu. Được rồi. Em Nguyên, tỉnh táo không? Em nghĩ sao vậy? Em chửi con người ta sắp mặt luôn. Em chửi mà chị cảm giác như là 10 năm sau nó dám ra đường luôn đó em. Nó là đàn ông có sĩ diện mà cưng. Trời ơi, chửi vậy chết nhỏ. Em mới xin lỗi Nghĩa đi. Chứ con gái con đứa cái miệng mày hải chửi con người ta vậy là không được. Em không có vừa đâu. Ủa, mà anh cũng đâu phải dặn vừa đâu. Ảnh hả, cũng cãi với em vậy. Giận hả, giận hả? Kệ chứ. Coi như xui đi. Thiệt luôn á, tốn 30 ngàn mua nó ăn nó mặn. Thiệt á, xui á, xui á, xui á, đặt cái trứng bể luôn. Xui á. Phần là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn vết
anh Nghĩa. Đâu anh Nghĩa không? Sao biết anh hay vậy? Hửi cái mùi thôi là biết rồi. Ôi trời, trời đất ơi. Ủa cái gì mà bịch có một lớp khẩu trang vậy? Anh xịt thuốc mà bảo hộ đơn giản gì hả? Phải bịch mấy chục cái khẩu trang vô. Trời ơi, cái này là thuốc chống sâu bọ nhẹ. Phải không? Ờ. Anh tính ra ngoài xịt đám rau kìa. Ủa vậy hả? Ờ, thuốc này không có sao đâu. Nha. Cái gì? Đi chơi không? Đi chơi hả? Dạ. Trời ơi, mới sáng sớm rủ đi chơi. Ủa chứ anh thích đi buổi nào, buổi tối hả? Giờ muốn đi đâu? Đi siêu thị. Siêu thị hả? Trời ơi, cho anh xin đi. Từ đây lên thị xã để đi siêu thị là mấy chục cây số lận á. Thì bởi em mới nói là đi chơi. Trời. Chờ anh chút. Alo nghe nè. À, đi xịt thuốc rồi. Chắc cả buổi á. Rồi rồi biết rồi, này bữa khác ha. Ừ, đi đây nha. Ủa đâu mất tiêu rồi. Duyên Duyên, em đừng có xịt. Em xịt chứ không phải là tới. Em xịt vậy là chết. Chết vườn rau của tôi. Mận gì mới sáng sớm mặt bí xị vậy? Con còn buồn chuyện em Duyên phải không? Giờ nếu như con làm hư vườn thuốc của tía, tía có bực không? Bực sao không bực? Người đó tiêu nguyên vườn rau của con. Thôi đi, em nó còn mới lớn, có khi nó không muốn vậy, bỏ qua cho nó đi. Không biết thì hỏi, tài lanh tài lẹt không? Kim vô túc xích. Vị tía. Nhân vô thập toàn. Không hiểu nè. Không ai hoàn hảo hết đâu. Đừng có như vậy nữa, em nó biết được nó buồn đó. Dạ em nghe nè chị. Ủa, tiền chuyển vô tài khoản của chị chưa? Mà trải 2 tháng hả? Trời ơi, phải chi chị nói sớm với em á, thì em biết mà chăm sóc cho hai mẹ con được tốt hơn rồi. À mà chị, em bé vẫn khỏe hả? Dạ không có gì đâu chị, đó là trách nhiệm của em mà. Dạ, em mong là mẹ tròn con vuông nha. Đừng có nóng, bình tĩnh. Đi, đi, nè. Ba má nói cho con biết, ba má đầu tư cho con chuyện cái học hành á, là để cho con lo ăn học, cho con thành tài, để ba má hạnh với người ta, chứ không phải là để con làm cái chuyện tầm sầm ba lắm vậy đấy, nhớ không? Trời ơi, ba má nói cái gì vậy? Nếu con đã lỡ làm cho con bé đó nó có em bé thì con cứ đưa con bé có em bé đó về đây, ba má lo. Ủa là nãy giờ ba má nghe hết rồi hả? Rồi nghe hết rồi. Trời ơi, người yêu con còn chưa có nữa thì làm gì mà có em bé rồi, cái gì mà 2 tháng. Chuyện là như vậy, cái nhóm của con đi làm từ thiện á, rồi đi xin tiền để mạnh thường quân để giúp đỡ những mảnh đời cơ nhở. Giúp đỡ gì? Mạnh thường quân gì? Đi làm từ thiện gì? Mà rồi có em bé, rồi có bầu 2 tháng, rồi trẻ 2 tháng là sao? Trời, con nói là không có cái gì hết. Cái gì mà ba với má cứ khăng khăng nói con là em bé rồi 2 tháng. Nhóm con đi làm từ thiện để xin tiền mạnh thường quân giúp đỡ cái cô đó. Cô vừa có bầu mà cũng bị ung thư nữa. Rồi con chồng cô thì bị tai nạn qua đời. Còn cái số tiền mà con xin được đó, chuyển vô tài khoản cho cô. Mà không biết gặp trục trặc cái gì mà tới bây giờ mới có. Thì cái 2 tháng mà ba má nói á là như vậy đó. Trễ là vậy đó phải không? Dạ, ba má phải tin con chứ. Tin chứ, má tin con. Trời ơi, nó làm việc tốt quá mà. Để má đi xin đồ em bé đưa cho con nha. Dạ. Ừ. Thì bảo phải.
cái chuyện làm cái chuyện thiện nguyện rồi sau này học hành xong rồi muốn làm gì làm. Giờ đang thời gian học mà lo làm mấy chuyện này rồi thời gian đâu mà học. Con biết rồi mà ba, cái chuyện học của con thì ba cứ yên tâm đi. Chỉ là thỉnh thoảng con cúp học một hai bữa thôi à. Hả? Nhưng mà con đâu có nợ môn gì đâu. Cúp cua hả? Trời đất ơi, quá rồi. Không được, không được, không vậy là không được. Thôi bây giờ toàn tâm toàn ý lo cái việc học cho tôi đây. Được, ba sẽ đăng ký để con học thêm, để con khỏi có thời giờ mà lo chuyện này kia nữa. Cái khóa học ngoài giờ vậy từ từ đi ba, sắp tới con có cái chuyến đi từ thiện. Đúng hả? Trời ơi trời, học được, ba phải đăng ký cho con học liền. Ba không, ba sẽ đăng ký cho con học. Đi, 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 đi tôi. Long. Thôi mà, đi. Ngồi xuống đây đi, miếng nước rồi nè. Tôi á, thì tôi cũng biết á là ông kỳ vọng thằng Bình nhiều. Nhưng mà bây giờ con nó cũng lớn rồi, thì ông cũng phải để cho nó làm theo ý thích của nó chứ. Sao được? Trời đất ơi, bà phải biết nó có một người cha tài nghệ xuất chúng, nó hưởng cái gen di truyền của tôi, thì nó phải làm được những việc to, những việc tốt, những việc lớn chứ. Đúng không? Đúng, đúng, đúng. Nhưng mà hiện tại thì... Hiện tại thì sao? Đang... Đang gì? Hách trong nôi. Hách trong nôi? Nói khó hiểu, tự nhiên hiện tại hách trong nôi. Trời ơi, nói tôi hoang mang. Người xuất chúng mà có nhiêu không hiểu. Hách trong nôi là gì? Khó hiểu á. Đang chua dữ lắm, chua như giấm luôn á. Nhắc phải nhớ. Thấy chưa? Cũng chua thiệt. Đã biết sao không? Mấy ngày nay là quên tắm cho con Tina. Đó, rồi cái... đây nè, định lấy hang đi tắm rồi bà kêu rình quên. Ai kêu rình? Nói nghe nè, bây giờ là phải đi tắm đi. Chứ giờ mà lên đó rồi kiếm chuyện với con, rồi gây với con nữa hang mà không tắm á nghe. Dạ. Tối nay nghe, cho ngủ ghế salon, khỏi vô phòng. Duyên, Duyên! Em đừng có xịt. Em xịt chứ phải, chứ không phải là tôi. Em xịt vậy là chết. Mình chỉ muốn giúp ảnh thôi mà. Làm gì mà ghê vậy? Dạ, chỗ này dọn xong rồi đó chú. Cao này đủ tiêu chuẩn nuôi cá rồi đó. Nếu mà ngày mai bà con mình thả cá thì khoảng bao lâu thì bà con mình có thể bắt cá được ha? Dạ, cũng tùy vào điều kiện thức ăn rồi tùy loại cá nữa. Chắc khoảng là 10 tới 12 tháng. Vậy để tôi vận động bà con, mỗi người góp ít cá giống thả xuống đây. Dạ. Nhờ cậu Nghĩa mà mấy công trình bỏ hoang của xóm mình được cải tạo. Dạ có gì đâu chú. Mình làm vậy vừa tăng kinh tế, vừa có nguồn thực phẩm sạch cho bà con nữa. Rồi cảnh quan môi trường lại sạch đẹp nữa. Nói gì nói, chứ nhờ cậu Nghĩa vận động mấy thanh niên mình làm tới làm lui, bây giờ mấy công trình này mới tận dụng được nè. Cảm ơn cậu Nghĩa nhiều nha. Dạ. À, chú nói bà con là mua mấy loại cá giống mà giống như con dặn nha. Được rồi. Dạ thôi con về trước ạ. Rồi rồi. Về mạnh giỏi nha. Mình có cách đối công chuộc tội rồi. Dễ thương quá hả? Sao con? Sao? Con làm sao? Được ơi. Đi làm hả? Tôi đi làm. Nè, ở nhà con nó cẩn thận nghe. Đi làm đi, yên tâm. Chăm sóc nó kỹ lắm. Đó thích mà, đây cũng vậy thôi. Chút nữa sẽ dẫn nó đi tắm nắng nha, yên tâm. Ba, chào ông đi, chào ông đi. Đi ghét quá con. Nè con, lúc này ba hơi bận, có gì con thay ba chăm sóc thì nay giúp ba nghe. Dạ ba, con mới tắm nó xong nè. Hèn chi nghe mùi thơm thơm.
không biết sao nữa mà sao con? Tiếng nó sủa kỳ lắm ba. Ừ? Hay là ba khám nó coi sao? Trời, lúc này biết khám bệnh cho động vật rồi đó ha. Nghe tiếng sủa là biết nó có vấn đề rồi phải không? Giỏi à. Ê, trời ơi, bắt nó lại đi mất. Tôi cái công mà con tắm nó đó. Con mà bắt được nó hả? Con ký chọc đầu cho ba coi. Ê. Ui. Ui. Hả? Trời đất ơi, thôi nghe. Vừa vừa phải ta nghe đứng làm gì nghĩ tới ai mà trân người ra rồi còn mỉm mỉm cười cười vậy. Mới mà gì mà bớt mà. Chứ làm gì vậy? Có gì đâu. Lát bà rảnh á, bà gọi đi tôi về quê coi. Coi coi má làm sao. Nghe chưa? Hỏi thăm gái đúng không? Có. Nhớ dữ đó. Người mà kỳ cục thiệt luôn á chứ. Nhớ con gái rõ ràng luôn á. Vậy mà mình nói vẫn cứ chối phăng đi à. Người gì kỳ cục. Ba tính kỳ quá ha con. Ba tính kỳ ghê luôn á. Trước nay cho con đi tắm nắng nha. Thôi, chị thả nhiều cái vậy luôn hả? Ừ. Thôi thả nhiều vậy á cho người ta có sự lựa chọn người ta bắt. Chị tốt bụng ghê ha. Chị bỏ tiền túi ra rồi cái chị thả cá xuống cái cho người ta bắt ăn chơi vậy hả? Chị dành dụm được ít, tính lấy số tiền này đi làm việc tốt. Mà bây giờ mình làm việc tốt cho xã của mình đó. Anh nghĩ với mọi người hả, bỏ công ra ha, dọn cái ao này thì giờ mình không làm gì á, coi sao đặng đúng không? Cái bây giờ á, mình làm vậy để cho anh Nghĩa ảnh thấy anh thương. Nhưng mà hữu tình nó nghe là đừng có nói chuyện này cho anh Nghĩa biết nha. Anh Nghĩa mà có tình. Dạ. Nãy giờ chị nói có nghe gì không vậy? Nãy giờ chị nói gì vậy? Trời. Thì bây giờ chị nói lại đi chứ em này tranh thủ thả đống cá này nhanh nhanh về dọn cơm cho tía mời tía la bây giờ. Nó thả lẹ đi về. Được không? Trời đất ơi, ai mà chứa rồi đã cái đây vậy? Bà đâu? Gì vậy? Ủa ai vậy? Ai để thùng hàng đồ quá trời với đất ở đây vậy? Của ông Bình đó. Dạ, mấy cái này là đồ của con chưa kịp dọn đó bà. Trời đất ơi, rồi gì đây? Sắp tới con đi làm từ thiện ở Dì Dương Lão. Mà ba cho con để vài hôm nha ba, tại nó nhiều quá đó. Rồi để đây rồi có hỏi ý kiến ai chưa? Hỏi ý kiến ba chưa? Trời có, nó hỏi ý kiến tôi rồi. Tôi đồng ý nó mới dám để đó. Rồi tôi cũng tính gọi điện cho ông. Nhưng mà nãy giờ lu bu quá rồi cái quên. Tính chứ định được không? Để đây bao lâu? Rồi ba để xe đâu? Ba hỏi con. Dạ. À, hay ba để đỡ nhà chú Tư nha ba. Ừ. Nhà chú Tư còn rộng chỗ kìa. Rồi ba bển ra để xe rồi lấy cái gì đi về? Thì ba đi bộ về. Hả? Đi bộ mình coi như mình tập gym á. Khỏe dạ. Lắm đâu. Gym à, được rồi. Trừ tiền ăn giặt một tháng. Tháng tới và tháng tới nữa 3 tháng. Coi như là tiền mướn cái nhà để chứa hàng đó con. Bà. Alo. Má hả? Con Út Châu nè. Má khỏe không? À. Sức khỏe của má cũng bình thường con. Mọi việc ở đây không có vấn đề gì đâu má sắp nhỏ à. Dạ. Má ơi, bé Nguyên sao má? Nó cũng bình thường. Ăn khỏe, ngủ say, cãi nhau phay phay với cái đám trai trong xóm á. Má xì tin ghê luôn nghe. Con nghe vậy là con yên tâm rồi. Má, con muốn về thăm má với lại Nguyên. Nhưng mà anh không có chịu đi. Thằng tính tình sao mà kỳ cục. Ôi trời ơi, ở trong lòng thì như vậy mà ngoài miệng á bao giờ cũng nói không phải. Giống hồi xưa còn nhớ không, nó mê bay vậy chết mơ chết mệt mà cái miệng cứ chối bài bãi vậy đó. Dạ không mấy cuối tuần này á con về mình nghe má. Con nó về thì con Nguyên á nó mới
nó sẽ vui vẻ hơn. Con ráng con rủ đi con nhé. Dạ con sẽ cố gắng, con dụ thử ảnh có chịu đi không. Dạ vậy thôi má nghỉ ngơi nha má. Để tao nói với nhân chủ á, lo đãi tụi bay bữa cơm ha. Nào, ngon ngon nha. Dạ. Dạ con chào má. Mỗi lần đi mua đồ về sao tôi thấy nhớ Nguyên quá không? Nó là nó thích ăn canh chua với cá khô tộ dữ lắm luôn á. Mà không biết về dưới rồi ăn uống không biết có hợp khẩu vị không nữa. Ai biểu khờ về quê ráng chịu đi. Mà nãy nói chuyện với má tình hình sao rồi? Má nói mọi người ở dưới đều khỏe. Còn con Nguyên á thì ăn khỏe ngủ say, cãi phay phay với trai trong xóm á. Ủa bà ai hỏi tới đó đâu bà nói? Thì tôi chỉ nhắc lại lời của má thôi. Cuối tuần này mình về dưới thăm nó đi không? Không, không thăm ai đó, bà đi mình đi. Nó có nhớ nhà thì tự nó mò vậy. Sao mà hai người giống y chang nhau? Thì nó là ép bột của tôi mà, ra tôi phải vậy thôi. Ông á cũng nhớ con dữ lắm á, có khác gì tôi đâu, bày đặt. Thiệt tình. Nè, chút nữa ghé siêu thị nghe, tôi mua ít đồ về nấu mấy món ngon cho hai cha con ăn hạ quả. Được rồi, sẵn tiện mua ít thức ăn cho Tina luôn. Nào, Tina, Tina. Dạ, con chào má. Ba má khỏe không? Ba má khỏe. Mà ba đâu rồi má? Nói chuyện với con gọi nè. Gọi đi. Không rảnh. Thôi, tôi đi xả stress đi. Trời đất ơi. Kệ ổng đi con, ổng mắc cỡ á. Tình hình về học ở dưới quê làm sao rồi con? Dạ, ở dưới này á, nội cho con mượn cái phòng để mở lớp dạy. Con tính á là vừa dạy ở nhà với lại kết hợp dạy ngoại khóa cho mấy đứa nhỏ nó mau phát triển đó má. Nè, mà làm gì thì làm, phải nhớ giữ gìn sức khỏe nghe không? Con nhớ phải ăn uống đầy đủ đó. Dạ con biết rồi, ba má cũng ráng giữ sức khỏe nha. À mà ba còn giận con không má? Chắc hết rồi. Má tính á là cuối tuần này nè, má với ba sẽ về quê thăm con. Thiệt gì hả má? Kể lời ba như vậy á, con cũng ai nái lắm. Nhưng mà con thấy thương nội, có một thân một mình à. Còn chưa nói mấy đứa nhỏ đây tội lắm á. Tụi nó thiếu thốn đủ thứ mà vẫn hiếu học mà. Má nghĩ một thời gian nữa ba con cũng sẽ chấp nhận thôi à. Má thấy ông nhớ con lắm đó. Nghe má hỏi nè, về dưới quê rồi có thấy vừa mắt đứa nào chưa? Nói đi má tính. Má này ghẹo con hoài à. Con xuống này để dạy học chứ có tính tới chuyện đó đâu. Chuyện đó hả? Con muốn lo ổn định công việc xong rồi mới tính tới. Má đừng có chọc con mà. Ủa ba. Ba rảnh gì vậy ba? Con rảnh gì? Con đâu có rảnh gì đâu. Rồi giờ không có lo trong phòng bỏ hoài ra đi chi. Ba. Anh hai, bây giờ nha, anh hai chạy xuống cái ao mà gần quý ban á, có điều bất ngờ dành cho anh hai á. Thì anh cũng tính ra cái ao nè, mày gì bất ngờ vậy? Em sẽ không nói đâu để cho anh hai bất ngờ chơi. Hy vọng là điều bất ngờ của em, đừng làm nên bật ngửa là được rồi. Chắc là bây giờ mọi người đang thả cá đúng không? Ai thả thì thả, chứ cũng không bằng một cái người này đâu. Thấy mình kìa, út thiệt tình, thôi ra. Tình, thiệt tình á. Chị đã dặn là đừng có nói cho anh nghĩ biết là chị thả cá dưới ao rồi, tự nhiên. Em chỉ thả chút xíu, giúp anh chút xíu. Hy vọng là vậy. Lần này đừng có phá anh như lần trước được rồi. Thôi, kỳ này là tuyệt vời luôn. Anh, chị Duyên á, chị Duyên hay lắm nha. Chị Duyên tính toán hết rồi. Chị Duyên thả
mấy chục loại cá xuống dưới luôn để cho mọi người hả tha hồ mà lựa. Cái gì? Thả mấy chục loại cá hả? Dạ. Em thả cá gì? Em thả nhiều lắm luôn mà em nhớ đại khái được mấy con là con cá lóc nè, con cá lau kiếm mà cái mỏ nó quật 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 vậy nè, với lại con ốc bu vàng để nó ăn rong giúp anh khỏi phải dọn rong. Trời ơi, em ơi là em, cái ao đó chỉ thả vài loại cá đặc trưng thôi, bây giờ em thả như vậy là chết anh rồi. Uống công mấy ngày nay anh dọn cái ao, rồi bây giờ liên lụy người ta nữa thì tin luôn á. Để anh chạy ra nghe người ta lại. Còn em đó, Duyên à, làm ơn đừng có giúp anh nữa nha. Anh dọn hậu quả cho em mệt lắm rồi, bây giờ liên lụy người khác nữa. Anh Nghĩa, em chỉ muốn giúp. Ê, nè. Ủa chị Duyên, bộ mình thả cá vậy á, là cá với nó chết hết hả? Không biết nữa. Mà thôi chết rồi, ảnh vậy là ảnh giận chị chết luôn á. Ủa chết vậy giờ sao? Ủa, ba em đâu rồi? Tía trong nhà. Trong nhà? Bác Tám ơi, anh Nghĩa anh dọn con nữa rồi. Bác Tám ơi, bác Tám ơi. Hỏi thế gian tình là gì mà khiến cho người ta lúc nào cũng đắm say. Không phải nắm tay bà đâu, coi bà lại sửa đây tôi sửa cho. Chứ không phải đâu, tham nắm tay đâu. Nắm tay rõ ràng mà nắm tay cũng được có sao đâu, nhưng mà báo trước làm tới hết hồn. Không, lâu rồi không có nắm. Bà làm gì? Cái này lấy gì đây? Đang chuẩn bị đồ mai về quê nè. Trời đất ơi, về quê gì đồ đạc quá trời, qua đất hàng chia kéo mà con tia nó hư luôn. Thì phải đem theo quần áo mặc, với lại tôi soạn ít đồ mang theo về dưới cho Nguyên nó xài. Bữa nó đi nó mang ít đồ lắm. Rồi nè. Rồi bà làm gì làm tôi đi ngủ à. Hả? Đi soạn đồ mai đi chứ. Ngủ gì? Tôi đâu không có đi, bà định ép tôi đi hả? Ép đó. Ép hả? Ép là tự soạn đồ cho tôi. Tôi không có soạn. Ông để ở đây tôi mới xếp cho ông được chứ. Lần trước á, soạn không đúng ý ông nhằn nhằn biết mệt chết rồi. Tôi xếp ít đồ này nè, còn đem ít đồ lạc giặt cho Nguyên nó xài. Soạn thôi tôi đi. Không soạn thì thôi, tôi đi ngủ. Đi ngủ thiệt á hả? Chứ sao? Vậy thôi mai tôi đi mình. Đi mình. Mình. Rồi đi luôn đó nghe. Chúa lẹ lẹ đấy nè, trời ơi, trưa trời trưa trật rồi. Chậm quá, giờ được còn ngát. Trời ơi, còn sớm quá trời, về quê cần phải đi sớm dữ vậy không? Sớm cho nó mát mà. Chưa phải nhớ con gái hả? Nhìn cái gì? Nè, có hai cái thùng ở nhà phải dọn dẹp đàng hoàng cái chưa, ba trở về mà còn nguyên là trừ tiền mày đó. Dạ, con biết rồi. Đi lẹ lẹ đi lẹ nè, nhà có nhà nghe con.